Thi Nghiễn, người thừa kế bất động sản Giang Thành. Cưới anh ấy, cả đời không phải này lo tôi... cơm ăn áo mặc. Còn anh, nhà họ Giang các anh phá sản, nợ hơn 1 tỷ tệ. Cưới anh rồi, nửa đời còn ăn bắp cải rồi làm công trả nợ hả? Em không tin anh có thể khiến nhà họ Giang cải tử hoàn sinh sao? Tỉnh táo lại đi, đại thiếu gia của tôi, nhà anh phá sản, bố anh vào tù, tất cả đều do bố tôi sắp xếp, không phải? Em không nói thật lòng, anh thích tin thì tin. Nhan Nhan, xin lỗi, Giang Hàn Thanh, nếu em không đính hôn với Thi Nghiễn, bố em sẽ không tha cho anh và bác gái đâu. Hơn nữa, em đã mang thai con của chúng ta rồi, em phải bảo vệ đứa bé. 5 năm sau, cởi ra. Giang Hàn Thanh, không được. Giang Hàn Thanh, không được. Không được. Không được cái gì? Hôm nay tôi không khỏe. Không tiện, để hôm khác được không? Không khỏe à? Giờ thì khỏe chưa? Lúc Nhan Kiến Trung gửi cô đến đây, không nói với cô phải phục vụ tôi thế nào hả? Nhớ uống thuốc. Có rồi thì bỏ đi. Chắc bác sĩ Nhan phải biết rõ hơn ai hết, uống thuốc đỡ hơn phá thai. Giang Hàn Thanh, anh có bao giờ nghĩ 5 năm trước tôi đã sinh con cho anh chưa? Giờ mà uống thuốc thì cũng muộn rồi. Dù cô có sinh con sau lưng tôi cũng sẽ giết nó. Loại người như cô vốn không xứng sinh con cho tôi. Giang Hàn Thanh, anh còn chưa trả tiền. Hay quá Nhan Khanh, cô máu lạnh đến mức bán bản thân mình như vậy à? Giống hệt như 5 năm trước cô phản bội tôi. Một lần 10.000 tệ. Tiền này dễ kiếm nhỉ? Nếu còn có lần sau, đừng giống như một con cá chết, đến kêu cũng không biết như vậy. Cô ở lại đây cho tôi. Khi nào tâm trạng tốt, tôi sẽ quay lại tiếp đãi cô. Giang Hàn Thanh, em sẽ không hối hận đâu. Cục cưng, mẹ ơi, hôm nay là cuối tuần, bà Thư nói chiều nay mẹ sẽ đến thăm con. Đúng rồi, cục cưng, nhớ mẹ hả? Đương nhiên rồi, nhưng mà nếu bố và mẹ cùng đến thăm con thì sẽ tốt hơn. Dù cô có sinh con sau lưng tôi cũng sẽ giết nó. Mẹ ơi. Hả? Sao thế cục cưng? Mẹ ơi, khi nào bố mới từ nước ngoài trở về? Nhanh thôi. Ngày nào mẹ cũng nói nhanh thôi, nhanh thôi. Cục cưng ơi, nhà có khách, mẹ gọi lại cho con sau được không? Tạm biệt mẹ. Ừ, tạm biệt. Ông đến đây làm gì? Mày nói sao? Đưa tiền đây. Không có tiền, không có tiền. Giang Hàn Thanh không cho mày tiền, tao vất vả đưa mày lên giường của nó, không phải để mày phục vụ nó miễn phí. Nhan Kiến Trung, tôi là con gái ông đấy. Cũng vì mày là con gái tao, nếu không những chuyện này không đến lượt mày đâu. Giờ mày vui vẻ với Giang Hàn Thanh rồi, đưa tao vài triệu tệ trước để tao trả nợ bài bạc đã. Không phải vô ích mà tao nuôi mày lớn như vậy. Nhan Kiến Trung, anh ấy hận không thể tống cả nhà ta xuống địa ngục. Ông mong anh ấy cho tiền giúp ông trả nợ hả? Đừng có mơ. Nó không cho thì mày không cần hả? Tao thấy mày muốn tao bị bọn cho vay nặng lãi chém chết, đúng không? Một lần mày ở cạnh nó chỉ cho mày vài đồng này thôi à? Đàn ông là vậy đó. Mày xem, mày phục vụ nó trên giường khiến nó thoải mái, khiến nó vui vẻ, thì cái này không nhiều, đúng không? Nói thật, chút ít này mày không bằng người mẹ đã chết của mày nữa. Thứ vô dụng. Mẹ ơi, con thấy bố rồi. Bố ơi. Bố ơi, cuối cùng bố cũng về rồi. Anh
anh có từng nghĩ 5 năm trước tôi đã sinh con cho anh không? Ấu Hy, đó không phải bố cháu nhận nhầm rồi, đó chính là bố cháu. Được rồi. Sếp Giang, chúng ta phải đi thôi, đó chính là bố cháu. Bố ơi. Mẹ ơi, con thấy bố rồi. Nhưng bố lại phớt lờ con. Đứa bé vừa nãy cũng là bệnh nhân ở đây hả? Là Giang Ấu Hy, bệnh nhân khoa huyết học, đã ở đây được 1 năm rồi. Đứa bé này vô cùng đặc biệt. Đặc biệt, hình như bố con bé ra nước ngoài, chỉ có mẹ đưa đến. Nhưng viện phí đắt quá, cũng chấp vá lung tung mới gắng gượng duy trì được đến giờ. Phải rồi, sếp Giang, quỹ tài trợ của anh lần này để giúp đỡ những bệnh nhân không có tiền điều trị này. Mẹ Ấu Hy. Dì Thư, Ấu Hy thế nào rồi? Đừng lo, chỉ bị sốt nhẹ thôi. Cảm ơn dì Thư, dì vất vả rồi. Cô nói gì vậy? Cô trả tiền cho tôi, đây là điều tôi nên làm mà. Chỉ là đứa trẻ tội nghiệp này chạy theo người khác rồi gọi bố. Cô bảo bố của Ấu Hy về nước sớm đi. Kiếm nhiều tiền bao nhiêu cũng không quan trọng bằng con cái. Tôi biết rồi, cảm ơn dì Thư. Mẹ đừng khóc, con không sao. Mẹ không khóc, bụi bay vào mắt thôi. Mẹ ơi, sao bố lại không cần con nữa? Sao bố lại không cần con nữa? Con nhìn nhầm rồi, bố đang ở nước ngoài. Giang Hàn Thanh không thể nào xuất hiện ở bệnh viện này được, chắc chắn là Ấu Hy nhìn nhầm. Mẹ ơi, đây là hình của bố phải không? Ừ, đúng rồi. Vậy người hôm nay mình gặp chính là bố. Sao vậy, Ấu Hy? Mẹ ơi, con muốn ăn cháo kê. Được rồi, con ở đây ngoan nhé. Mẹ đi mua cho con, được không? Vâng ạ. Sao mẹ lại nói dối mình, rằng bố đang ở nước ngoài? Xem ra mình phải tự đi tìm nguyên do rồi. Thì ra bố mình tên Giang Hàn Thanh. Bố ơi, bố ơi. Quái lạ, sao mình lại cứ nghĩ đến đứa bé đó? Sếp Giang, tôi đã sắp xếp xong bữa tiệc tối nay rồi. Alo, tối nay đến khách sạn Thanh Châu tìm tôi, không đến được, tôi phải tăng ca. Không muốn kiếm tiền hả? Giang Hàn Thanh, tôi phải tăng ca thật mà. 50.000 tệ. Ôi chao, đây không phải Nhan đại tiểu thư sao? Sếp Giang, điều bất ngờ mà anh chuẩn bị là cô ta à? Sếp Trần cũng quen hả? Ôi, không chỉ là quen biết. Hồi đó Nhan Kiến Trung có tìm tôi, nói là 1 triệu tệ. Chơi đùa tùy thích. Vậy à, đắt thế. 1 triệu tệ thì không đắt. Suy cho cùng Nhan đại tiểu thư dù sao cũng là mỹ nhân nổi tiếng ở Thanh Châu chúng ta. Các anh có biết lúc Nhan Kiến Trung đến tìm tôi đã nói gì không? Nói gì? Miễn là có tiền thì làm gì Nhan đại tiểu thư cũng được, đừng động vào tôi. Sau đó thì sao? Sau đó Nhan Kiến Trung trực tiếp đưa người lên giường tôi. Sau đó nữa? Sau đó con khốn này nhân lúc tôi đang tắm thì bỏ trốn, hại tôi tức điên cả người. Này sếp Giang, lần này anh tốn bao nhiêu tiền để gọi cô ta ra đây? Không tốn tiền. Không cần tiền là có thể làm cao. Giả vờ trong sáng thôi. Nghe nói cô vốn là bạn gái của sếp Giang. Nhà họ Giang phá sản được 2 ngày thì bỏ rơi sếp Giang mà đi đính hôn với Thi Nghiễn, thiếu gia của tập đoàn Vân Giang. Hôm nay tôi sẽ thay sếp Giang dạy cho con khốn bạc tình bạc nghĩa này một bài học.
Đừng mà. Đừng, buông tôi ra, đừng mà, đừng. Đừng mà. Sếp Giang, anh có đánh nhầm người không? Đánh chó thì phải nhìn chủ chứ. Giang Hàn Thanh tôi ngày đó đã chết rồi. Tôi không biết cô Nhan là người phụ nữ của anh. Hôm nay nể mặt tôi, anh muốn tôi nể mặt anh. Sếp Trần lo cái gì? Chẳng qua chỉ là một con chó để mua vui thôi mà. Tôi không để tâm. Sếp Giang, chúng tôi còn có việc, đi trước nhé. Hẹn lần sau. Sếp Trần, muốn ở lại dùng cơm không? Không, không. Tôi cũng đi, tôi cũng đi. Đi nhé, không tiễn. Lúc chịu ấm ức, chỉ cần la lên vài câu, thả tôi ra, thả tôi ra. Hả? Dáng vẻ giễu võ dương oai của cô trước mặt tôi đâu? Ở đâu rồi? Giang Hàn Thanh, vừa nãy anh giúp đỡ tôi hả? Cô thật sự biết cách tự mình ảo tưởng nhỉ? Cô nhìn cho rõ, tôi chỉ muốn tra tấn cô. Tôi có hàng trăm cách để khiến cô sống không bằng chết. Giang Hàn Thanh, tôi không phản bội anh. Năm đó, lúc nhà họ Giang phá sản, tôi đã muốn tìm anh ngay lập tức. Nhưng bố tôi không cho. Tôi không còn cách nào. Sau đó thì sao? Tôi ngất đi. Lúc tôi tỉnh dậy, đã ở trong bệnh viện. Bác sĩ nói, tôi có thai được 2 tháng rồi. Cô mang thai con của tôi. Bây giờ đứa bé cứ biện đi, tiếp tục biện đi. Hôm nay tôi xem cô có thể biện ra những chuyện kinh thiên động địa nào. Anh không tin tôi. Cô xem Giang Hàn Thanh tôi là kẻ ngốc. Nhưng cho dù cô có sinh đứa bé đó ra, nó cũng là nghiệp chủng. Tôi không nhận. 5 năm nay, lúc nào tôi cũng muốn tống cả nhà cô xuống địa ngục. Tôi sẽ không cho cô sống vui vẻ đâu. Sếp Giang, anh muốn làm gì? Trói sếp Trần làm gì vậy? Xin lỗi sếp Giang. Cái tay nào chạm vào cô ấy? Sếp Giang, tôi thật sự không biết đó là người của anh. Hình như cả hai tay đều chạm vào cô ấy. Vậy thì giữ lại cả hai. Tôi ghét nhất là người khác động vào đồ của tôi. Đưa anh ta đến bệnh viện, đừng để chết là được. Vâng. Có 50.000 tệ. Viện phí tháng này của Ấu Hy có thể thanh toán đúng hạn rồi. Dì Thư, Ấu Hy biến mất rồi. Đã tìm ở bệnh viện chưa? Tìm cả rồi vẫn không thấy. Chiều con bé nói với tôi muốn đến tòa nhà Định An để tìm bố nó. Tòa nhà Định An không phải là công ty của Giang Hàn Thanh sao? Chẳng lẽ người Ấu Hy thấy ở bệnh viện hôm đó là Giang Hàn Thanh? Được, tôi qua đó ngay. Giờ Giang Hàn Thanh hận không giết được con bé. Tạm thời chưa thể để anh ấy biết sự tồn tại của Ấu Hy. Là con bé. Sao giờ bố mới về? Con đợi bố lâu lắm rồi. Sao giờ bố mới về? Con đợi bố lâu lắm rồi. Bạn nhỏ, nhận nhầm người rồi. Chú không phải bố cháu. Nhìn bố đẹp trai quá. Sao lại là đàn ông tồi được? Không giải thích hả? Em đã rất cố gắng đó. Câu hỏi này khó quá thôi. Làm gì có kiểu đó. Do em ngốc thì có. Anh Hàn Thanh, anh đẹp trai như vậy, sao lại độc mồm độc miệng thế? Em nói ai độc mồm độc miệng? Làm bài thi không tốt mà còn lý do hả? Con là cục cưng đáng yêu, bố nỡ bỏ rơi con sao? Cháu dễ thương thật đấy. Nhưng chú vẫn chưa kết hôn, cũng chưa có con. Không thể nào, mẹ thường xuyên cho con xem ảnh bố. Bố chính là bố của con. Bố không tin con cho bố xem ảnh của mẹ. Xin lỗi cậu, bé nhà tôi còn nhỏ chưa hiểu chuyện. À, không sao. Bạn nhỏ này cũng khá dễ thương. Có cần tôi sắp xếp xe đưa hai dì cháu về không? Không cần đâu.
chúng tôi có xe rồi. Được. Bố ơi, bố xem ảnh của mẹ này. Mẹ thường xuyên cho con xem ảnh bố. Bố chính là bố của con. Bố đẹp trai như vậy, sao có thể là đàn ông tồi được? Sao nhìn đứa bé đó, mình lại có cảm giác rất thân thuộc? Chẳng lẽ bác sĩ nói tôi có thai được 2 tháng rồi? Mau điều tra bệnh án của Nhan Khanh 5 năm trước, nhất là lịch sử thai sản. Vâng, sếp Giang. Sếp Giang, đây là hồ sơ bệnh án trong 5 năm qua của cô Nhan, anh xem thử. Cậu chắc chứ? Đây là tất cả thông tin bệnh án về cô ta sao? Đúng thưa sếp Giang, tư liệu cho thấy 5 năm qua cô Nhan chưa từng có tiền sử mang thai hay sinh con. Cậu ra đi. Mình đang hy vọng điều gì chứ? Loại phụ nữ tàn nhẫn như cô ta, cho dù có mang thai con của mình, cũng sẽ không do dự mà phá nó đi. Tôi đã làm theo yêu cầu của anh, thay đổi hồ sơ bệnh án của Nhan Khanh, anh yên tâm. Sếp Giang sẽ mãi mãi không biết Nhan Khanh từng sinh cho anh ta một đứa con. Ở nhà bán thuốc giả, còn dám đến bệnh viện chữa bệnh cứu người. Cô ta giống hệt cha cô ta, chỉ biết trả con trai lại cho tôi. Chồng tôi bị thuốc giả của nhà cô hại chết đó. Đền tiền đi. Đền tiền đi. Đền tiền. Giang Hàn Thanh, cảm ơn, thấy thế nào? Cảm giác bị truy đuổi và đánh đập cô thấy thế nào? Những người đó là do anh sắp xếp sao? Ngạc nhiên làm sao? Sao cô lại nhìn tôi như vậy? Cảnh này cô có thấy quen thuộc không? Là anh ta là con trai của Giang Ninh. Bức ảnh này là đại tiểu thư nhà họ Nhan đưa, nhất định không sai. Đúng. Chúng ta ở bên nhau. Năm nay. Năm sau. Nhiều năm sau. Cô oan ức cái gì chứ? Tôi chỉ trả hết những gì 5 năm trước tôi chịu, trả lại nguyên vẹn cho cô thôi. Giang Hàn Thanh, nếu anh đã muốn hành hạ tôi như vậy, vậy còn cứu tôi làm gì? Tôi sợ mệnh khổ, lại vô tình bị mấy người đó đánh chết. Không phải là dễ dàng cho cô quá sao? Anh còn yêu tôi, đúng không, Giang Hàn Thanh? Ai cho cô tự tin mà cảm thấy tôi còn yêu anh cô? Mỗi giây mỗi phút sau cuộc hội ngộ đó, tôi chỉ muốn giày vò cô đến chết thôi. Đau, Giang Hàn Thanh. Người phụ nữ có trái tim sắt đá như cô, cô còn biết đau sao? Trò chơi mới bắt đầu thôi. Bây giờ cô đã chống đê không nổi. Sau này phải chơi thế nào đây? Về bàn sơn, vâng. Không, tôi không đi. Rất nhiều chuyện bây giờ quay đầu nhìn lại đều chỉ là thoáng qua. Đã trăm năm, ngàn năm và kết cục đều dần dần xa cách. Nhiều năm không gặp, tôi đã từng tưởng tượng rất nhiều lần. Nếu như 5 năm trước tôi và Giang Hàn Thanh không chia xa, vậy thì bây giờ chúng tôi sẽ thế nào? Chỉ đáng tiếc, trên thế gian này thứ gì cũng có, chỉ không có nếu như. Nhan Nhan à, em tỉnh rồi sao? Thi Nghiễn, sao em lại ở nhà anh?
anh vừa xuống máy bay thì nghe nói em bị Giang Hàn Thanh mang đi. Anh lo lắng anh ta làm ra chuyện gì không tốt với em. Anh đã điều tra hành tung của anh ta. Đồ của em là cô giúp việc thay cho em, nhưng nhà anh không có đồ nữ nên chỉ có thể để em mặc đồ của anh. Sao đột nhiên anh lại quay lại? Anh mà không quay lại, sao anh biết được em bị Giang Hàn Thanh hành hạ đến thế này? Chẳng qua em chỉ đang trả nợ cho anh ta thôi. Người hại nhà họ Giang là Nhan Kiến Trung, không phải em. Giang Hàn Thanh dựa vào đâu mà giày vò em như vậy? Anh quên là người xưa có câu cha làm con chịu à? Sớm muộn cũng có một ngày Giang Hà Thanh sẽ biết em đã hy sinh bao nhiêu thứ vì anh ta. Thi Nghiễn à, sao anh còn tức giận hơn người trong cuộc là em vậy? Nhan Nhan à, hay là anh đưa em đi, chúng ta cùng xuất ngoại. Còn ấu hy nữa, chúng ta có thể. Alo, mau cút ra đây cho tôi. Em còn đang sốt đấy Nhan Nhan à. Nhan Nhan à, bác gái, cô Nhan à, câu bác gái này của cô tôi nhận không nổi đâu. Xin lỗi, tiếp phu nhân. Cô Nhan à, cây có vỏ, người có liêm sỉ. Nếu như đã làm tình nhân của Giang Hàn Thanh thì cô tránh xa con trai tôi ra. Mẹ à, mẹ không thể nói Nhan Nhan như vậy được. Vì Hồ Ly Tinh không biết xấu hổ mà con đầu óc rối bời. Rốt cuộc con có phải con của mẹ không? Bình thường mẹ dạy con thế hả? Nhan Nhan à, Thi Nghiễn, nếu như con muốn địa ốc Vân Giang cũng bị Giang Hàn Thanh làm cho phá sản, con cứ việc đi ra ngoài đi. Cô run gì vậy? Sao lúc cô nằm trên giường của Thi Nghiễn sao lại không sợ? Hai người ngủ với nhau rồi, chúng tôi không bẩn thỉu như anh nghĩ đâu. Các người, xem ra là do tối qua tôi chưa đãi cô chưa đủ đúng không? Cô vẫn còn sức đi tìm tình nhân cũ của cô để ngủ à? Giang Hàn Thanh, tôi và Thi Nghiễn chẳng làm gì cả, cả một đêm, vậy mà cô nói với tôi không làm gì hết. Cô nghĩ tôi là đứa ngốc quá đúng không? Mọi thứ của cô, đến cả một sợi tóc đều là của Giang Hàn Thanh tôi. Sao cô dám để người đàn ông khác động vào cô chứ? Buông tôi ra, Giang Hàn Thanh, anh là một tên điên. Đúng, tôi chính là một tên điên, chính là một tên bị cô ép đến điên ấy. Thi Nghiễn cũng không biết, cô chẳng qua chỉ là thứ đồ chơi tàn hoa bại liễu thôi. Nhan Khanh, cô bớt giả vờ chết đi. Nhan Khanh, gọi điện thoại cho Lương Đình Ân, kêu anh ta mau đến nhà tôi. Học trưởng, sao anh lại ở đây? Tôi cũng muốn biết sao tôi lại ở đây. Đúng là xui xẻo. Cô tự ấn vào đi, tôi sẽ phái người gửi thuốc qua cho cô. Bác sĩ Nhan nổi tiếng, lòng dạ độc ác, có lẽ tự tiêm thuốc và truyền dịch cũng không thành vấn đề. Cảm ơn học trưởng. Không cần đâu, dù sao tôi cũng không phải vì cô mà đến. Học trưởng à, Giang Hàn Thanh thích loại phụ nữ ham hư vinh như cô, đúng là xui xẻo tám kiếp mà. Anh đừng có ăn nói bậy bạ. Đúng, tôi chính là người ham hư vinh. Anh nói với Giang Hàn Thanh, quên tôi đi. Nhan Khanh, cô sẽ hối hận thôi. Không, tôi sẽ không hối hận đâu. Hết sốt rồi, không có vấn đề gì to tát cả, liên quan gì đến tôi. Cậu cứ rối rít thúc giục tôi qua đây, không phải là lo lắng cho sức khỏe của Nhan Khanh à? Con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi đang lo lắng cho cô ta? Cậu có thể đi rồi, tôi bận rộn cả chiều, tôi còn chưa uống miếng nước nào, vậy mà cậu đuổi tôi đi. Không có cơm cho cậu ăn đâu. Giang Hàn Thanh, cậu giữ Nhan Khanh lại bên cậu làm gì vậy? Cậu thấy cô ta tổn thương cậu chưa đủ sâu à? Liên quan quái gì đến cậu? Giang Hàn Thanh, không phải trong lòng cậu vẫn còn cô ta chứ? Cậu thấy có khả năng đó không? Cậu ăn no rừng mỡ đấy hả? Tôi chỉ đang nhắc nhở bản thân tôi. Giang Hàn Thanh năm đó từng được cười đến thế nào? Hàn Thanh à, nhà họ Nhan đã bị cậu làm cho phá sản. Cậu đã thấy bác Giang báo được thù rồi, cậu hãy tha cho. Giữa tôi và cô ấy không thể cho qua được. Thật không biết cậu giày vò Nhan Khanh hay đang giày vò bản thân cậu.
tôi chỉ đang nhắc nhở bản thân. Giang Hàn Thanh của năm đó đã được cười đến thế nào, vậy cậu ta giữa tôi và cô ta không thể cho qua được. Đổi chiêu thức rồi à? Anh có ý gì chứ? Cô diễn đi. Tiếp tục diễn đi. Anh nghĩ rằng tôi cố ý giả vờ bệnh để anh thương hại tôi, lẽ nào không phải vậy? Nhan Khanh, cô nhớ rõ cho tôi, trước khi tôi chơi chắn cô, đến quyền được chết cô cũng không có. Ở yên đây cho tôi, không được đi đâu hết. Cậu à, theo lệnh của cậu đã cho ba thìa đường vào, nếu như cô ta không ăn thì đổ vào miệng cô ta. Vâng, thưa cậu. Cô Nhân à, cô Nhân à, bác sĩ Lương kê cho cô ít thuốc hạ sốt, cô ăn cháo xong uống thuốc rồi ngủ đi nhé. Dì à, cháo này dì cho đường vào à? Vâng, có cho rồi ạ. Tôi nghĩ cô đã phát sốt rồi sẽ thấy chán ăn nên đã cho vào cháo ba thìa đường, như vậy lúc cô ăn vào cũng thấy ngon hơn. Ba thìa đường à? Đúng ạ, ba thìa đường. Chẳng ngon gì cả. Em muốn thêm đường, anh đã cho thêm ba thìa đường rồi, không thể cho thêm nữa. Anh Hàn Thanh à, em là bệnh nhân ấy. Bệnh nhân cũng không được nhõng nhẽo. Nghe lời nào, em ăn một miếng, anh cho em một viên kẹo, có được không? Em muốn được dỗ đúng không? Này, chỉ được một viên thôi, không được ăn nhiều. Cô Nhân à, cô không thích sao? Hay là tôi làm lại một bát cháo khác cho cô? Không, tôi rất thích. Mẹ à, là con lén chạy ra ngoài nên mẹ mới bị bệnh phải không? Không phải đâu cô cưng, là do mẹ không cẩn thận dầm mưa nên bị cảm thôi. Con xin lỗi mẹ, bà Thư đã dạy con một bài học rồi. Con sẽ không làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa đâu, mẹ yên tâm nhé. Được, đợi mẹ khỏi bệnh rồi mẹ sẽ đi thăm con có được không? Được thưa mẹ, con đi ngủ đây. Bye bye mẹ, thơm thơm này. Được. Anh Hàn Thanh, bố em đi công tác rồi, dì đi nghỉ rồi. Em sợ lắm, anh có thể đến bên em không? Anh không rảnh. Em không phải anh nói anh không rảnh sao? Ây da, anh lừa em thôi, nhìn em sắp khóc kìa. Sếp Giang à, hình như tạnh mưa rồi. Cô Nhan, giờ này chắc vẫn còn chưa ngủ đâu. Hay là tối nay anh cứ ngủ ở đây đi, sáng mai tôi sẽ đến đón anh. Không cần, tôi không có hứng với bệnh nhân. Về công ty đi. Vâng. Nhan Khanh ơi, Nhan Khanh à, Giang Hàn Thanh sao có thể quay lại ở bên mình chứ? Trẻ có sức đề kháng kém, bị cảm lạnh cũng thường thôi, vì vậy nên mọi người không cần quá lo. Ra ngoài mau, đi ra cho tôi. Cô là con gái của Nhan Kiến Trung đúng không? Các người là ai? Bọn ông đây là ai, là ông chứ? Nói chuyện với Bạch Y Thiên Sứ phải lễ phép. Bác sĩ Nhan à, bố cô vay lão đại của tôi 5 triệu tệ đến bây giờ vẫn chưa chịu trả, cộng cả gốc lẫn lãi tổng cộng 7,03 triệu. Tôi thấy cô cũng đẹp, bỏ một số không cho cô, trả 7 triệu tệ là được. Ân có đầu nợ có chủ, ai nợ các người thì các người tìm người đó. Bác sĩ Nhan à, nếu như cô không chịu trả tiền, chúng tôi chỉ có thể đi tìm Nhan Kiến Trung, sau đó chặt đứt cánh tay của hắn lấy chút lãi nợ. Vậy sao các người còn không đi đi? Con danh kia, rượu mời không uống, uống đúng không? Ây da, tôi khuyên các người đừng động vào tôi, dao không có mắt đâu. Chỉ dựa vào cái dao nhỏ bé trong tay cô mà dám lấy ra dọa ông đây. Ông đây hành tẩu giang hồ bao nhiêu năm,
có chuyện gì mà chưa từng thấy qua. Dừng tay. Chính là họ. Sư phụ, cô không sao chứ? Để tôi xem thử. Tôi không sao. Mời cô ấy tới văn phòng một chuyến. Sao Giang Hàn Thanh lại ở đây? Bác sĩ Nhan à, viện trưởng muốn cô đến văn phòng của ông ấy một lát. Người đó chính là người mới đầu tư cho bệnh viện chúng ta 500 triệu tệ. CEO tập đoàn Vạn Thịnh, Giang Hàn Thanh. Đúng vậy, là anh ta. Không thể nhìn vào bản kế hoạch. Đã đầu tư cho bệnh viện ta 500 triệu tệ. Nghe nói anh ta là người mới được bổ nhiệm tại ngân hàng đầu tư Thanh Châu, tài chính cực mạnh. Người cậu anh ta đầu tư có rất nhiều. Sao anh ta lại chọn bệnh viện mình? Bác sĩ Nhan à, rắc rối của vụ cho vay lãi bị viện trưởng và nhà đầu tư phát hiện rồi, gây ảnh hưởng xấu. Cô hãy chuẩn bị tâm lý nhé. Giang Hàn Thanh, anh cố ý à? Viện trưởng, anh tìm tôi à? Bác sĩ Nhan à, chuyện riêng của cô ồn đến viện rồi, còn ra thể thống gì nữa. Tôi xin lỗi viện trưởng, lần sau tôi sẽ không để chuyện thế này xảy ra nữa. Cô cũng coi như thành viên trụ cột của bệnh viện, phải làm gương cho tốt. Cô về viết bản kiểm điểm 5.000 từ, hội nghị tuần sau đọc nó. Cảm ơn viện trưởng. Viện trưởng Hứa à, rốt cuộc bác sĩ trong bệnh viện của ông là thiết sứ chữa bệnh cứu người hay là diễn viên kịch trên sân khấu vậy? Sếp Giang à, thực ra bác sĩ Nhan là trụ cột trẻ tuổi của bệnh viện chúng tôi. Gần đây bởi vì một số thành phần vi phạm, ông Nhan Kiến Trung chủ của công ty dược hại chết người. Có liên quan gì đến bác sĩ Nhan này vậy? Một bác sĩ có đạo đức kém, bệnh nhân sao dám tin tưởng đạo đức của bác sĩ nữa. Viện trưởng Hứa, ông nói xem. Sếp Giang nói đúng lắm, phải dạy lại người trẻ các cô một bài học mới có thể nhớ kỹ quy tắc ứng xử. Bác sĩ Nhan à, từ ngày hôm nay cô đình chỉ một tháng đi. Nhưng mà viện trưởng à, khoa nhi chúng ta vốn đã thiếu bác sĩ rồi, trong tay tôi. Viện trưởng Hứa, sau này ông tuyển người phải nghiêm khắc hơn nhé, đừng có ai cũng tuyển như vậy. Bác sĩ Nhan à, cô có thể ra ngoài rồi. Bạn nhỏ giường số 3 cần xem xét lại siêu âm Doppler tim. Cậu nhớ liên hệ chủ nhiệm tích của khoa tim để anh ta xem thử báo cáo của bạn nhỏ này. Được thưa sư phụ. À đúng rồi, còn bạn nhỏ giường số 6 báo cáo lượng bạch cầu còn rất cao. Cậu nhớ là tôi biết rồi. Qua 2 ngày nữa tôi sẽ lên lịch kiểm tra máu lại. Đúng vậy. Sư phụ à, cô cứ yên tâm đi. Một tháng này cô cứ coi như nghỉ ngơi. Cứ thư giãn đi. Cô là đại diện cho khoa nhi chúng tôi, viện trưởng sẽ không dễ dàng sa thải cô đâu. Cậu, tôi đi nghe điện thoại đã. Cô dám chống lại mệnh lệnh của tôi, chỉ là để nói những lời vô nghĩa với tên nó. Anh nói bậy gì vậy? Văn Tấn là đồ đệ của tôi. Còn đồ đệ? Sư phụ à, cô đúng là biết chơi mà. Nếu như cô không muốn đồ đệ của cô nhìn thấy tôi và cô ở đây làm gì, tốt nhất cô nhỏ tiếng thôi. Tôi biết rồi, chút nữa tôi sẽ đi. Sư phụ à, người đâu rồi? Bác sĩ Văn, anh mau đến xem giường bệnh số 9. Bạn nhỏ đột nhiên bị nôn. Được, tôi đến ngay. Sợ tình nhân kia nhìn thấy bộ mặt thật của cô vậy sao? Vậy nên anh đầu tư vào bệnh viện là để hành hạ tôi nhiều hơn phải không? Cô đừng nghĩ mình có giá đến vậy. Cô cũng xứng để tôi bỏ ra 500 triệu à? Giang Hàn Thanh, tôi xin anh nương tay nhẹ cho. Tôi không thể mất công việc này. Nếu như bị đuổi, viện phí của Ấu Hy mình sẽ không trả nổi. Điều kiện sức khỏe của Ấu Hy không thể rời khỏi bệnh viện được. Cô biết cầu xin người khác thì phải có dáng vẻ gì không? Anh muốn tôi dùng dáng vẻ gì đây? Anh có muốn thử ở đây không? Nhan Khanh, rốt cuộc cô có lòng tự trọng không hả? Anh lấy công việc để chèn ép tôi, không phải là muốn chi phối tôi à? Chơi không được thì đừng lãng phí thời gian. Thưa anh Giang, alo, xin hỏi ai vậy? Mẹ, cứu con với. Ấu Hy, lớn tiếng lên. Mẹ ơi, cứu con. Ấu Hy, có gì thì nhắm đến tôi, đừng đụng vào con. Cô đừng gào lên nữa. Nhan Kiến Trung, mày có tin tao giết chết nó không? Nhan Kiến Trung, có gì thì ông tìm tôi. Ông đừng làm gì con tôi. Trong vòng 3 ngày đưa tao 7 triệu. Nếu không, mày cứ đợi gặp con mày ở Suối Vàng đi. Tôi lấy đâu ra 7 triệu cho ông? Tao không cần biết. Không có tiền thì đợi nhận xác con mày đi. Còn nữa, tao nói mày biết, không được báo cảnh sát, không thì mày đợi con mày bị phân ra 8 khúc đi. Ông, alo, alo.
trong 3 ngày. 7 triệu. Mình chỉ có thể tìm Giang Hàn Thanh thôi. Mẹ ơi cứu con. Mẹ ơi cứu con. Đừng khóc lóc nữa. Mày có tin tao ném mày cho chó ăn không? Ai cho phép cô chủ động gọi điện thoại cho tôi? Giang Hàn Thanh, bây giờ tôi có một việc rất quan trọng muốn nói với anh. 4 năm trước, tôi đã sinh cho anh một đứa con gái. Nhan Khanh à, lời nói dối tệ như này, cô còn muốn nói bao nhiêu lần nữa? Giang Hàn Thanh, con gái chúng ta đang nằm trong tay Nhan Kiến Trung, ông ta đòi 7 triệu, vậy nên cô gọi cho tôi. Là muốn tôi cho cô 7 triệu à? Đúng, cô tự đi soi gương đi, cô dựa vào cái gì để đáng giá 7 triệu, đừng có gọi cho tôi nữa. Trừ khi cô muốn chết. Alo, alo. Xin chào cô, tôi có thể giúp gì cho cô? Tôi muốn bán cái này. Quý cô, mời qua bên này. Quý cô muốn bán với giá thế nào? Nhan Nhan, gả cho anh nhé. Chụp tấm hình kỷ niệm nào. Tiểu thư. Tiểu thư. Càng nhiều càng tốt. Bên chúng tôi cần mời nhà giám định chuyên nghiệp đến để định giá cho cô có được không? Được. Xin lỗi Giang Hàn Thanh, vì an toàn của Ấu Hy, tôi chỉ có thể đem nó đổi lấy 7 triệu. Đồng chí cảnh sát, chính là cô ta lấy trộm đồ chiếc nhẫn giá 7 triệu của anh Giang. Cô bị nghi ngờ trộm cắp, mời theo chúng tôi về đồn. Tôi không có. Chiếc nhẫn này là Giang Hàn Thanh tặng tôi 5 năm trước. Cô nói là tôi tặng cô, nhưng sao tôi nhớ là nó bị trộm. Giang Hàn Thanh, anh nói dối. Tôi muốn nói riêng với cô ta, có được không? Được. Lại dám bán nhẫn của tôi. Cô muốn chết à? Giang Hàn Thanh, anh vô liêm sỉ. Anh dựa vào đâu đổ tội cho tôi ăn trộm? Tôi vô liêm sỉ? Giang Hàn Thanh, tôi trong mắt cô là gì hả? Rốt cuộc tôi là cái gì? Hả? Anh tặng đồ cho người khác, lại không cho người khác tự quyền tự xử lý. Phải. Giống như cách cô đối đãi chân thành của tôi đối với cô. Đầu tiên là chà đạp thật tàn nhẫn, sau đó vứt bỏ, phải không? Có phải vì tiền cái gì cô cũng bán được không? Giang Hàn Thanh, tôi muốn giải thích cho anh, nhưng anh lại không cho tôi cơ hội. Trong lòng anh, chắc tôi làm cái gì cũng là sai phải không? Không phải 5 năm trước anh đã biết rồi sao? Cô muốn chết rồi. Cô ở trong tù vài ngày để suy nghĩ kỹ cho tôi. Dùng bộ dạng nào để quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ đi. Nếu trong vòng 3 ngày mình không có 7 triệu, Nhan Kiến Trung nhất định sẽ ra tay với Ấu Hy. Sức khỏe của Ấu Hy không thể chịu được sự giày vò. Không được. Giang Hàn Thanh, tôi không thể ngồi tù. Tôi sai rồi. Tôi không nên bán đồ anh tặng tôi. Tôi sai rồi. Muộn rồi. Nhan Nhan. Giang Hàn Thanh, rốt cuộc anh muốn tôi làm thế nào? Mới tin 7 triệu này có liên quan đến tính mạng của con gái anh đây. Cô đúng là chết cũng không hối cải. Cô đúng là chết cũng không hối cải. Giang Hàn Thanh, tôi không lừa anh. Con gái chúng ta đang trong tay Nhan Kiến Trung, sức khỏe nó không tốt, không thể bị cảm dẫn đến. Cô im đi. Anh Hàn Thanh, tôi thật sự không lừa anh. Không tin anh đến bệnh viện Minh Cơ. Anh cho phép cô gọi tôi như vậy. Anh Hàn Thanh, anh ngủ chưa? Nhan Nhan, em đừng quậy nữa. Anh Hàn Thanh, em đã 18 tuổi rồi, có thể làm được những việc khác ngoài hôn rồi. Không được gọi là anh. Anh Hàn Thanh, chúng ta vẫn chưa kết hôn, không thể gọi là chồng được. Thật là hết cách với em. Vì tiền cô lại có thể bịa ra chuyện sinh được một đứa con, thật làm tôi thấy ghê tởm. Giang Hàn Thanh, con gái chúng ta, anh thật sự không quan tâm sao? Đúng vậy. Cho dù là cô sinh ra cho tôi đứa trẻ này, nó cũng là nghiệp chủng. Tôi vốn dĩ không quan tâm nó sống hay chết. Điều tra Nhan Kiến Trung đang ở đâu,
Vâng sếp Giang. Nhan Kiến Trung hiện đang ở khu dân cư cũ. Ông ta bị thương, sống không được bao lâu nữa nhỉ? Đúng vậy sếp Giang. Lần trước, chúng ta phế một cánh tay của ông ta. Lần này, có cần đổi qua một cái chân không cũng được. Như vậy được rồi, đừng để chết. Vâng. Đứa con gái ngoan của mình không biết chuẩn bị tiền tới đâu rồi. Không sợ con tạp chủng kia bị mình đánh chết à? Ai đó? Các người là ai? Đừng đánh, đừng đánh nữa. Giang Hàn Thanh sẽ thay tôi trả tiền. Trả tiền? Ông trả làm sao? Con gái tôi sinh cho cậu ta một đứa con, đứa nhỏ đang trong tay tôi. Trả tiền? Ông trả làm sao? Con gái tôi là tình nhân của Giang Hàn Thanh. Đừng nói 7 triệu, dù là 70 triệu cậu ta cũng sẽ trả cho tôi. Giang Hàn Thanh thay ông trả tiền hả? 5 năm trước lúc ông hại chết Giang Ninh Châu bố của anh ta hận không giết chết ông. Thật, thật đó, tôi nói là sự thật. Con gái tôi đẻ cho cậu ta một đứa con tên Giang Ấu Hy. Đứa nhỏ đang nằm trong tay tôi. Chỉ có tôi biết con bé ở đâu thôi. Tôi nói là sự thật. Tôi nói thật đó. Hơn nữa con gái tôi đã đồng ý sẽ kêu Giang Hàn Thanh đưa tiền. Con gái chúng ta đang trong tay Nhan Kiến Trung. Sức khỏe nó không tốt, không được bị cảm dẫn đến phát sốt. Đỗ Im Đi là cô bé bệnh nhân của khoa huyết học Giang Ấu Hy, đã ở đây được 1 năm rồi. Đứa bé đó khá là đặc biệt. Đặc biệt, hình như bố nó ra nước ngoài rồi, chỉ có mẹ chăm sóc. Nhưng về viện phí phải tích gom mỗi nơi một ít mới miễn cưỡng duy trì tới bây giờ. Sếp Giang, anh làm sao vậy? Tới bệnh viện Minh Cơ hả? Điều tra đứa nhỏ tên Giang Ấu Hy. Vâng sếp Giang. Còn nữa, đưa Giang Kiến Trung đến đây cho tôi. Vâng. Này tôi nói chứ, sao lại là các người vậy? Không phải tôi nói con gái tôi 2 ngày nữa sẽ đưa tiền cho các người sao? Có người muốn gặp ông. Ai vậy? Đợi lát nữa ông sẽ biết. Giang Hàn Thanh, sao vậy? Thấy tôi bất ngờ làm sao? Các người đưa tôi ra nước ngoài đi, tôi vẫn còn tiền ở nước ngoài. Ai đưa tôi qua nước ngoài, tôi sẽ đưa nửa số tiền cho người đó. Các người là người của Giang Hàn Thanh, có phải ông cảm thấy bản thân rất thông minh không? Mỗi lần đều có thể chạy thoát dễ dàng. Cứu mạng, cứu mạng. Muốn chạy hả? Hả, chạy nữa đi. Mở miệng ra. Mở miệng. Các người cho tôi uống viên thuốc có gắn định vị. Thảo nào mỗi lần tôi bỏ trốn, các người đều tìm được tôi. Nói, đứa nhỏ ở đâu? Cậu biết hết rồi. Đứa nhỏ ở đâu? Ông có nói không? Có nói không? Nó ở căn phòng cũ số 125 ở ngoại ô, phòng 125. Nhưng lúc tôi bỏ đi, nó đang sốt cao. Bây giờ, chắc là đã chết rồi. Đem theo chứng cứ sát hại bố tôi 5 năm trước, giao hết cho cảnh sát. Vâng, sếp Giang. Lái xe. Giang Hàn Thanh. Ấu Hy. Ấu Hy. Bố ơi, bố đến cứu con phải không? Ấu Hy đừng sợ, bố ở đây. Đi, đi mau, đến bệnh viện, nhanh. Vâng. Bác sĩ, bác sĩ, nhanh, cứu đứa nhỏ đi, nhanh lên, nhanh, nhanh lên. Cuối cùng bố cũng trở về rồi. Con là đứa nhỏ đáng yêu như vậy, bố nhẫn tâm bỏ rơi sao? Mẹ thường cho con xem hình của bố. Bố chính là bố của con. Tôi kêu cậu điều tra bệnh án của Nhan Khanh. Đây là kết quả cậu đưa cho tôi hả? Xin lỗi sếp Giang, tôi cũng không biết sao lại ra như thế này. Đi đón Nhan Khanh đến đây cho tôi. Vâng. Sếp Giang đang cấp cứu ở bên trong, sốt cao dẫn đến ngất xỉu. Giang Hàn Thanh, anh có biết là Ấu Hy bị u lympho, không thể bị cảm để lên cơn sốt không hả? Bạch cầu mà tăng cao con bé sẽ chết.
người nhà của Giang Ấu Hy, bệnh nhân cần truyền máu gấp, nhưng chúng tôi không có máu trong kho. Các người ai nhóm máu A? Tôi đây, bác sĩ, lấy của tôi. Bác sĩ, không được, không lấy máu anh ta được. Tại sao? Giờ không phải lúc làm theo cảm tính đâu. Anh không biết quan hệ ruột thịt không để truyền máu sao? Như vậy đi, tôi đến kho máu để mượn giải quyết chuyện cấp bách. Các người tốt nhất tìm người có thể truyền máu đi, dự phòng lúc cần thiết. Thi Nghiễn, Ấu Hy bây giờ cần truyền máu, nhưng bệnh viện họ không có máu. Bây giờ anh có thể đến bệnh viện Minh Cơ được không? Được, em đừng hoảng, anh sẽ đến ngay, em đừng lo lắng. Được. Con sẽ không sao đâu. Giang Hàn Thanh, nếu con gái tôi xảy ra chuyện gì, cả đời này tôi cũng không tha thứ cho anh. Xin lỗi, tôi không biết. Anh không biết. Tôi đã nói với anh nhiều lần rồi, chúng ta có một đứa con gái. Nhưng anh có tin tôi không? Bác sĩ, alo, sếp Giang đã biết Giang Ấu Hy là con của anh ấy rồi. Bệnh nhân hai ngày không ăn uống, lại lo lắng hoảng sợ nên mới dẫn đến ngất xỉu. Để cô ấy nghỉ ngơi thật tốt đi. Cảm ơn bác sĩ. Ấu Hy, con muốn uống nước không? Vậy con có đói không? Bố ơi, hả? Có phải bố không biết phải nói chuyện với con thế không không? Có một chút. Vậy bố có gì muốn hỏi con không? Sao con lại biết bố là bố của con? Bố ngốc thật. Mẹ thường cho con xem hình của bố, sao con lại không nhận ra bố được chứ? Dù sao, con đã không phải đứa bé 3 tuổi nữa. Con 4 tuổi rồi. Hình của bố ở đây hả? Mẹ nói bố làm việc ở nước ngoài rất bận, vậy nên không thể trở về thăm con. Vốn dĩ con rất là nhớ bố. Nhưng mà cái gì? Nếu như con nói nhớ bố, mẹ sẽ nhân lúc con ngủ lén nhìn hình bố mà khóc. Con không muốn để mẹ buồn nên cố gắng không nhớ đến bố nữa. Xin lỗi, là bố. Phải, là lỗi của bố. Bố xin lỗi, bố. Vậy giờ bố về rồi, có cần đi nước ngoài làm nữa không? Không đi nữa. Bố trở về rồi sẽ không đi nước ngoài nữa. Vậy tốt quá rồi, Nhan Nhan. Thi Nghiễn, anh vừa truyền máu cho Ấu Hy xong, sao anh không về nghỉ ngơi đi? Dì Thư nói em bị ngất xỉu, anh lo lắng cho em, cho nên mới không đi. Em không sao. Nhan Nhan, bây giờ Giang Hàn Thanh biết chuyện của Ấu Hy rồi, em dự định làm như thế nào? Không biết nữa. Nhan Nhan, hay là anh đưa em và Ấu Hy cùng ra nước ngoài, chuyện giữa tôi và cô ấy, không đến lượt người khác chen vào. Để Ấu Hy trả giá cho sự ích kỷ và kiêu ngạo của anh. Giang Hàn Thanh, anh thực sự đáng chết. Giang Hàn Thanh, đây là bệnh viện, anh đừng có phát điên. Cảm ơn anh đã bận tâm đến con gái tôi. Không cần khách sáo, tôi chỉ là vì Nhan Khanh mà thôi. Em đưa anh ra ngoài.
Nhan Nhan, em đừng lo lắng, Ấu Hy sẽ sớm khỏe lại thôi. Lần này cảm ơn anh rồi. Cảm ơn gì chứ, anh cam tâm tình nguyện mà. Thi Nghiễn, anh không cần đợi em nữa. Em không xứng được anh đối xử tốt như vậy. Em tốt hay không, trong lòng anh còn không rõ sao? Nhan Nhan, chỉ cần em muốn đi, anh có thể đưa em đi bất kỳ lúc nào. Thi Nghiễn, em không thể đi được. Giang Hàn Thanh biết sự tồn tại của Ấu Hy rồi, em càng không thể đi được. Nhan Nhan, không phải em không đi được, mà là vì căn bản em không muốn đi. Cho dù bị anh ta giày vò, em vẫn còn muốn ở lại. Và lại, không phải bác Diệp ép em đến bên cạnh Giang Hàn Thanh. Thực tế là, là bản thân em tình nguyện. Cho dù em biết anh ta hận em, nghĩ cách muốn hành hạ em, vẫn còn muốn ở lại. Bởi vì em yêu anh ta rồi. Chuyện này quan trọng không? Đương nhiên quan trọng. Nhưng mà Giang Hàn Thanh anh ta ngốc nghếch, không biết được tấm lòng của em. Nhan Nhan, anh sẽ đợi, đến một ngày em rời khỏi Giang Hàn Thanh, chỉ cần em quay đầu, anh sẽ đứng ở đằng sau em. Anh điên rồi. Ngày đầu tiên cô biết tôi là một kẻ điên sao? Anh đúng là một kẻ ngông cuồng. Ai ngông cuồng? Người tình Thi Nghiễn của cô sao? Thi Nghiễn còn nói chuyện có lý hơn anh. Cô thích anh ta đến vậy sao? Giang Hàn Thanh, tôi không thể thích anh ấy sao? Không thể. Anh ta là một kẻ si tình, rõ ràng biết cô sinh con cho tôi vẫn bám lấy cô không buông. Ấu Hy đang ngủ, tôi không muốn cãi nhau với anh. Tôi không mua đồ cho cô sao? Sao cứ phải mặc đồ của người đàn ông khác? Anh điên rồi. Cái áo này chỉ là một cái áo rách mà thôi. Cô lo lắng như vậy làm gì? Sao cô không đi với anh ta đi? Cô quay lại làm gì? Giang Hàn Thanh, Ấu Hy còn nhỏ như vậy, tôi rất sợ. Con bé sẽ không có chuyện gì đâu. Sếp Giang, cảnh sát đã bắt đầu điều tra vụ án cách đây 5 năm. Nhan Kiến Trung lần này chắc chắn sẽ ngồi tù. Chuyện tôi bảo cậu điều tra ra rồi. U lympho là khối u ác tính có nguồn gốc từ hệ thống tạo máu bạch huyết. Bệnh này có tính ức chế cao. Hiệu quả điều trị rất khác nhau, chủ yếu là xạ trị, hóa trị, ghép tủy và phẫu thuật. Tôi đã kiểm tra ca bệnh ở bệnh viện, cô Ấu Hy đã được hóa trị khoảng nửa năm trước. Nhưng hóa trị rất đắt. Cô Nhan cũng chỉ đành mượn chỗ này đắp chỗ kia mới miễn cưỡng trụ được đến bây giờ. Giang Hàn Thanh, anh vẫn chưa đưa tiền. Được lắm Nhan Khanh, thậm chí cô còn máu lạnh đến mức đi bán thân. Chuyện đó, quyền nuôi cô Ấu Hy, cô có lấy lại không? Con gái của Giang Hàn Thanh tôi, phải ở bên cạnh tôi. Vâng, tôi lập tức yêu cầu bộ phận pháp lý lập thỏa thuận, tìm thời gian thương lượng với cô Nhan. Đúng rồi, đứa trẻ 4, 5 tuổi, thích những thứ đồ chơi gì, cậu có biết không? Chuyện này, tôi đến cửa hàng bách hóa hỏi. Ừm, mua nhiều một chút. Vâng, đợi đã, tốt nhất để tôi tự đi đi. Mẹ ơi, tại sao? Rõ ràng bố ở Thanh Châu, lúc trước mẹ lại lừa con, bố đi nước ngoài rồi. Bởi vì con là đứa trẻ bị bệnh, bố không cần con nữa sao? Đương nhiên không phải, Ấu Hy sao lại nghĩ như vậy chứ? Tiểu Vũ ở phòng bên cạnh, bị bệnh giống như con. Chú bác sĩ nói, cần rất nhiều tiền. Bố bạn ấy liền ly hôn với mẹ bạn ấy. Ấu Hy, không phải mẹ đã nói với con rồi sao? Bố là người yêu con nhất trên thế giới này. Không phải bố không cần con đâu. Vậy tại sao hôm đó ở bệnh viện, bố nhìn thấy con, lại phớt lờ con rồi đi? Bởi vì, mẹ ơi, có phải mẹ ly hôn với bố rồi không? Sau đó mẹ lén lút sinh con ra. Căn bản bố không biết đến sự tồn tại của con. Cho nên mỗi lần con đòi bố, mẹ đều nói bố ra nước ngoài công tác rồi. Hôm đó bố không nhận ra con, là vì căn bản bố không biết bản thân có một cô con gái đáng yêu như vậy. Bảo bối, con nghe những chuyện này ở đâu vậy? Ngày nào bà Thư cũng lướt TikTok, xem mấy video ngắn toàn diễn như vậy. Ấu Hy của chúng ta thật thông minh. Bố ơi, ơi, anh ở cùng với Ấu Hy. Tôi đi lấy nước. Nhớ bố rồi đúng không? Nhớ ạ.
Bố ơi, hình như mẹ hơi tức giận, có phải bố phạm lỗi gì rồi không? Chắc là vậy. Vậy bố còn không đi dỗ dành mẹ, bố không muốn sống nữa sao? Làm sao dỗ dành? Bố ơi, bố mua kẹo mút cho con sẽ chỉ bố làm sao để dỗ dành mẹ, thế nào? Đứa bé lanh lợi này. Nói. Xin lỗi. Để tôi. Được. Chuyện đó có thể giúp tôi không? Tôi cũng chưa từng mua đồ chơi cho con trẻ bao giờ, cũng không biết ấu hy thích gì. Ấu hy thích xuyên xa đắc kỷ. Xuyên xa đắc kỷ là gì? Linabel. Linabel là gì? Nó nhỏ như vậy sao? Vậy có cái to hơn. Còn cái khác không? Cái này cũng không tệ. Tôi đi thanh toán. Alo Văn Tấn, bạn nhỏ nằm giường số 12 dị ứng với penicillin, nhắc nhở người đời ca. Đúng rồi, tôi sẽ gửi cho anh báo cáo kiểm tra lần trước của giường số 4. Anh Hàn Thanh, trường của các anh đẹp thật đó. Hay là em cũng thi vào, làm bạn học cùng trường với anh, sợ là không được. Tại sao? Trường của các anh yêu cầu IQ cao. Anh đang nói bóng gió là em ngốc, đúng không? Xin lỗi nhé, xin lỗi nhé. Anh không sao chứ, có đâu không? Không đâu, em ngốc sao? Bóng rớt chúng em, thì cứ để rớt chúng em. Vậy nếu rớt chúng em, vậy thì em càng ngốc hơn. Vậy thì liên quan gì? Liên quan chứ, yêu cầu về chỉ số IQ của nửa kia của anh cũng rất cao. Cảm ơn anh. Không cần. Giang Hàn Thanh, trái tim của anh căn bản không hề lạnh lùng như vậy, đúng không? Cho anh. Cảm ơn. Vậy anh nghỉ ngơi sớm đi. Tôi ra ngoài trước. Đợi đã. Qua đây. Tại sao? Tại sao cái gì? Tại sao muốn sinh ấu hy ra? Chịu nhiều khổ cực như vậy. Rõ ràng chịu nhiều cực khổ như vậy. Cũng chịu nhiều ấm ức như vậy. Tại sao? Bởi vì không nỡ. Không nỡ. Đúng. Đó là con của anh. Tôi muốn sinh ra. Cho dù có cơ cực, chịu đựng tất cả ánh mắt khi tôi cũng muốn sinh ra. Bởi vì tôi nghĩ nếu anh quay lại nhìn thấy con bé, nhất định sẽ rất vui. Nhan Khanh, anh nên phải làm gì với em? Tại sao em lại không hận anh thêm một chút? Tại sao không hận anh? Anh gửi cho tôi xem thì có ích gì? Cậu gửi cho mẹ anh ấy đi. Cô ơi, đã tìm thấy mèo của cô rồi. Giang Tiểu Hàn, sau này không được lén chạy ra ngoài. Đã nghe rõ chưa? Nếu sau này con còn dám chạy ra ngoài tìm mèo mẹ khác, mẹ sẽ tức giận đó. Bố tới rồi. Ừm. Hôm nay có ngoan không? Đương nhiên hạ. Bố ơi, lát nữa bố có thể đưa con đi chơi xích đu không? Chơi xích đu? Nhưng bố phải đi công tác mấy ngày. Đợi bố về rồi đưa con đi nhé. Vậy được ạ. Bố về rồi, con lại chơi với bố tiếp. Ừm. Đợi anh quay về, sẽ ở bên ấu hy đợt hóa trị lần này. Được. Ngủ đi. Nào, đặt ở đây.
để Lina Bell ngủ cùng con. Khanh Khanh, vừa nãy là bố của Ấu Hi à? Vâng, dì Thư, hai đứa đang ở bên nhau à? Đúng là trai tài gái sắc. Hai người là gương vỡ lại lành à? Dì Thư, gương vỡ sao có thể lành lại chứ? Có phải con quên rồi bố con bị Nhan Kiến Trung hại chết như nào? Nhan Khanh lại bỏ rơi con như thế nào? Con không quên, con không quên. Vậy con đang làm gì đây? Hôm nay con đứng trước linh vị của bố con, lấy lời thề 5 năm trước của con. Thề thêm một lần nữa xem. Nói đi chứ, con nói chuyện cho mẹ, con nói đi chứ. Có phải con muốn mẹ chết rồi con mới quyết tâm trả thù cho bố con không? Được, mẹ chết cho con xem. Mẹ, con thề đi. Con nói đi, con sẽ giết tất cả người nhà họ Nhan cho mẹ. Thề. Mẹ, con thề, con sẽ khiến tất cả người nhà họ Nhan xuống địa ngục, khiến tất cả bọn họ không được chết yên thân. Con xin thề, nhất định sẽ khiến tất cả người nhà họ Nhan xuống địa ngục, khiến bọn họ chết thảm hại. Hàn Thanh, con thực sự mềm lòng trước con gái của kẻ thù đã giết bố. Con khiến mẹ quá thất vọng. Hôm nay mẹ sẽ phạt con một chút. Phu nhân, đại hàn mưa lớn, hay là để thiếu gia vào trong đi. Quỳ dưới trời mưa như vậy sẽ sinh bệnh đó. 5 năm nay có khổ cực gì mà nó chưa từng trải qua. Con sợ trận mưa này sao? Nhưng mà nó mắc mưa, để sáng xuất ra cũng tốt. Bằng không nó vừa quay lại Thanh Châu nửa năm đã quên đi chuyện Nhan Kiến Trung hại nhà họ Giang chúng tôi phá sản, hại bố nó phải chết oan trong tù. Và còn đôi chân này của tôi. Giang phu nhân, rất tiếc phải thông báo với bà, chồng bà, ông Giang Ninh Châu tự tử trong trại giam vào sáng sớm nay, giải cứu không thành công, tuyên bố tử vong. Ninh Châu, tôi đến cùng ông đây. Mẹ, mẹ, chân của tôi. Anh về rồi. Ừm, em đi xả nước tắm giúp anh. Hàn Thanh, con thực sự lại mềm lòng với con gái của kẻ thù giết bố mình. Con thực sự khiến mẹ quá thất vọng. Giang Hàn Thanh, Giang Hàn, Giang Hàn Thanh, anh sốt rồi, em đưa anh đi bệnh viện. Không đi bệnh viện, anh sẽ sốt chết đó. Nhan Khanh, cho dù em không yêu anh, cũng đừng rời xa anh, được không? Cho dù em không yêu anh, cũng đừng rời xa anh, được không? Em không đi, em không đi đâu hết. Em sẽ ở lại bên cạnh anh. Anh đợi em một lát. Em giúp anh hạ sốt trước. Xin chào, tôi là Lương Đình Ân. Alo, đàn anh. Tôi là Nhan Khanh. Cô Nhan, hình như chúng ta không thân. Đàn anh, Giang Hàn Thanh, anh ấy sốt rồi, nhiễm trùng vết thương dẫn đến sốt cao không giảm, trong nhà không còn thuốc kháng sinh, anh có thể nào? Tôi đang ở ngoại ô, 2 giờ nữa tới.
Đàn anh, cảm ơn anh. Dựa vào quan hệ của tôi và cậu ấy, không cần cô cảm ơn. Trên thế giới này, có thể làm hại Hàn Thanh, ngoài cô ra, chỉ có một người. Tôi biết. Cho nên, cô dự định khi nào thì rời xa Hàn Thanh? Cô kinh ngạc cái gì? Lẽ nào cô muốn Hàn Thanh phải chọn cô, giữa cô và mẹ cậu ấy sao? Tôi không có. Nếu cô tự nhận thức được, chỉ là một đoạn tình cảm mà thôi. Tôi khuyên cô, rời xa Hàn Thanh sớm một chút, tránh để đến lúc đó, muốn đi cũng không đi được nữa, tự chuốc khổ vào mình. Ôn Thư Ngôn, vợ chưa cưới của Hàn Thanh, sắp về nước rồi. Anh tỉnh rồi à? Em đi rót cho anh ly nước ấm. Hàn Thanh, mẹ mong lần này con về Thanh Châu, hãy xử lý người phụ nữ Nhan Thanh kia đi. Nếu con không nỡ ra tay, mẹ không ngại làm thay con đâu. Mẹ mong con đừng có quên, trên lưng con đang gánh trọng trách vực dậy cả nhà họ Giang. Chỉ khi kết hôn với Ôn Thư Ngôn, nhận được sự ủng hộ của nhà họ Ôn, chúng ta mới có thể giúp nhà họ Giang có chỗ đứng ở Thanh Châu. Nở mày nở mặt. Uống chút nước nóng đi, tôi muốn ăn mì Dương Xuân. Ấu Hy nói, em nấu mì Dương Xuân rất ngon. Được, tôi đi nấu cho anh. Anh bị cảm vẫn chưa khỏi, nên tôi không cho dầu. Sợ dầu quá. Hay là tôi thả em đi nhé. Hả? Sao vậy? Nghe thấy tôi thả em đi, lạ làm sao? Không phải. Nếu anh có thể thả tôi đi, tôi sẽ rất biết ơn anh. Vậy sao? Em vội vàng muốn rời khỏi tôi như vậy à? Ngay cả hành lý cũng chuẩn bị xong rồi. Giang Hàn Thanh, nghe tôi giải thích đã. Em trả lời đi. Em muốn rời khỏi tôi vậy sao? Đúng. Tôi muốn rời khỏi anh sớm nhất có thể. Đừng có mơ. Vợ chưa cưới của anh sắp về nước rồi. Anh giữ tôi ở bên cạnh làm chim hoàng yến, để Ấu Hy làm con riêng sao? Chỉ cần tôi muốn. Em không có quyền lựa chọn. Đúng là không thể hiểu nổi anh. Nhan Khanh, tôi nói cho em biết, không có sự cho phép của tôi, cả đời này em cũng đừng hòng rời khỏi tôi. Anh có gan đắc tội vợ chưa cưới ra thế hùng hậu của anh sao? Chuyện của tôi, em không cần lo. Nếu em không muốn gặp lại Ấu Hy nữa, thì cứ thoải mái mà bước tiếp đi. Giang Hàn Thanh, vô liêm sỉ. Giang Hàn Thanh, anh ỷ vào việc tôi thích anh nên mới được nước làm tới. Anh hiểu rõ hơn bất cứ ai, chúng ta không quay về như xưa được nữa rồi. Tình cảm giữa chúng ta là nghiệt duyên, nghiệt duyên cũng là duyên. Bất ngờ chưa? Bất ngờ chưa? Hàn Thanh, em nhớ anh quá. Hàn Thanh, cô ấy là ai? Sao nửa đêm còn ở nhà anh vậy? Giúp việc. Đúng. Tôi là giúp việc anh Giang mời tới. Tôi tên là Nhan Khanh. Giúp việc trẻ tuổi xinh đẹp như vậy à? Em còn ghen với cả giúp việc à? Nếu em không thích, anh sẽ bảo cô ta cút. Thôi, cứ để cô ấy ở lại hầu hạ anh đi. Dù sao anh cũng kén chọn như vậy, có thể khiến anh thoải mái. Chắc chắn năng lực làm việc cũng không tệ. Nghe em hết. Sao miệng anh lại chảy máu rồi? Không cẩn thận cắn phải. Để em xem nào. Sau này anh phải cẩn thận đó. Anh mà chảy máu, em sẽ đau lòng đó. Cô biết vì sao tôi lại bảo cô đổi ga giường không? Không biết. Bây giờ biết chưa? Đồ dơ bẩn cô đã từng nằm lên, sao tôi có thể ngủ được chứ? Cô biết cả rồi à?
trông tôi ngu lắm sao? Ôn tiểu thư, tôi sẽ không cướp của cô đâu, cô là cái thá gì mà xứng cướp của tôi? Ôn tiểu thư, nếu cô không có gì dặn dò, tôi ra ngoài trước đây. Tôi đã cho cô đi chưa? Ôn tiểu thư, cô thả tôi ra. Cô dựa vào dáng vẻ đáng thương này, khiến Giang Hàn Thanh mê tới thần hồn điên đảo đúng không? Tôi nói cho cô biết, Ôn Thư Ngôn tôi, từ nhỏ tới lớn ghét nhất là người khác động vào đồ của tôi, nhất là người đàn ông mà tôi thích. Ôn tiểu thư, cô hiểu lầm rồi. Hiểu lầm cái gì? Cô nghĩ xem tại sao tôi lại đột nhiên về nước. Nhan Khanh, tôi đã cho cô cơ hội rồi. Nếu cô không đi, vậy thì ở lại, ba người chúng ta cùng nhau chơi đùa nhé. Sao, vẫn không đi à? Muốn ở lại đây, nằm giữa tôi và Giang Hàn Thanh à? Hàn Thanh, sao em cảm thấy thái độ của anh với cô giúp việc này không giống bình thường nhỉ? Một giúp việc thôi mà, em nghĩ nhiều quá rồi đó. Vậy sao? Em còn tưởng anh đau lòng vì phải để cô ấy hầu hạ em đó. Cô ta là cái thá gì, sao có thể so với em được? Cô Nhan còn đang ở đây, anh nói cô ấy như vậy, cô ấy ngượng lắm đó. Hàn Thanh, anh bón em đi. Anh đối tốt với em thật đó. Cô Nhan, ngồi xuống ăn cùng đi. Một giúp việc thôi mà, sao xứng ngồi cùng bàn ăn với em được? Cô Nhan, cô đừng để tâm nhé. Hàn Thanh nhà tôi tính tình là như vậy đó. Ngoài đối tốt với tôi, với ai anh ấy cũng vậy hết. Không phải anh ấy cố ý nhắm vào cô đâu. Cảm ơn Ôn tiểu thư, tôi không sao. Hàn Thanh, anh nói cô Nhan như vậy tổn thương lắm. Cô Nhan cái gì? Một giúp việc thôi mà, cô ấy còn trẻ tuổi như vậy, em cũng không thể gọi là gì Nhan được. Chỉ cần em thích, em muốn thế nào cũng được, mặc kệ người khác. Anh tới công ty nhé. Ừm, em chờ anh về. Được. Ôn tiểu thư cần gì sao? Trước mặt đàn ông, cô cứ cúi đầu như vậy à? Uổng cho một gương mặt đến tôi thấy cũng phải thương. Trước mặt tôi mà dám nhìn người đàn ông của tôi bằng đôi mắt lẳng lơ này à? Cô làm tôi bị thương rồi. Ôn tiểu thư, có chừng mực thôi. Hừ, loại tiểu tam vô liêm sỉ như cô cũng dám bảo tôi có chừng mực à? Lúc cô trèo lên giường Giang Hàn Thanh, cô có nghĩ tới ngày này không? Cô muốn làm gì? Không phải cô thích dùng đôi mắt đáng thương này quyến rũ Giang Hàn Thanh sao? Vậy thì tôi, cô muốn làm gì? Vậy tôi sẽ móc nó ra. Cô làm gì vậy? Bỏ đi, tiếp tục bỏ đi, bỏ đi. Cô chạy tiếp đi. Chạy nữa xem nào. Quên đem điện thoại đúng không? Ừm, của anh đây, em biết ngay anh sẽ về mà. Cảm ơn nhé. Nếu anh còn không đi làm thì phải cùng em đi dạo phố đó. Công ty còn có việc gấp, anh đi trước đây. Giang Hàn Thanh, cô và Giang Hàn Thanh sinh một đứa con hoang tên Giang Ấu Hy đúng không? Con gái tôi vô tội, cô đừng động vào con bé. Im mồm cho tôi. Nghe nói cô còn là bác sĩ khoa nhi có chút danh tiếng. Tay cô bị thương như này, chỉ sợ sau này không làm phẫu thuật được rồi. Đáng tiếc quá. Ôn tiểu thư, là tôi sai, là tôi bám lấy Giang Hàn Thanh. Cầu xin cô đừng động vào con gái tôi.
cô Nhan này. Cô muốn xin lỗi thì phải có chút thành ý chứ. Ôn tiểu thư, cầu xin cô đừng làm hại con gái tôi. Cô chỉ quỳ thôi à, không dập đầu mấy cái sao? Cô Nhan, cô ngủ với người đàn ông của tôi. Tôi rất tức giận đó. Sao? Cô thấy yêu cầu này quá đáng à? Vậy thì thôi đừng làm. Lỡ như ngày nào đó tâm trạng tôi không tốt, ra tay với đứa con gái mắc bệnh nan y của cô, phải làm sao đây? Hình như con bé đang ở bệnh viện Minh Cơ, phòng bệnh khoa huyết học, đúng không? Ai làm người nấy chịu, có chuyện gì cô cứ nhắm vào tôi đi. Dựa vào đâu mà cô dám to tiếng với tôi hả? Tôi nói cho cô biết, từ nhỏ tới lớn, tôi chưa phải chịu cục tức nào như này đâu. Tôi cho cô 3 phút, suy nghĩ xem, rốt cuộc cô có dập đầu không? 1 2 Tôi dập. Cô còn lề mề cái gì hả? Ôn tiểu thư, tôi xin lỗi. Cô Nhan, cô nhớ kỹ cho tôi, Giang Hàn Thanh là người đàn ông của tôi. Nếu cô còn dám quyến rũ anh ấy thì cô chết chắc. Không. Nếu cô dám nói chuyện hôm nay cho Giang Hàn Thanh, tôi không giết cô, mà là cho con gái cô chết trước. Nếu anh còn không đi làm thì phải đi dạo phố với em đó. Sếp Giang. Sếp Giang. Chuyện gì? Tôi vừa hỏi anh, Ôn tiểu thư về nước có cần đặt nhà hàng cho anh và cô ấy hẹn hò không? Không cần. Vâng. Mình chưa từng nói cho Châu Châu là Ôn Thư Ngôn về nước. Sao cậu ta biết được? Cậu ta là người Ôn Thư Ngôn gài bên cạnh mình. Trợ lý Châu, cậu đi theo tôi bao nhiêu năm rồi? Sếp Giang, 3 năm rồi ạ. Hóa ra 3 năm rồi à? Mẹ, tay mẹ đau à? Mẹ không đau. Mẹ ơi, mẹ nói dối. Được rồi, mẹ có hơi hơi đau. Bố đi công tác về, chắc chắn sẽ rất thương mẹ. Cô Nhan, mẹ Ấu Hy, rất xin lỗi. Tế bào lần trước không tương thích với Ấu Hy, vậy lần sau phải chờ tới khi nào? Chuyện này tôi cũng không rõ. Thật ra vẫn còn cách. Cách gì? Lên xe. Tôi bảo em lên. Có lẽ mình không nên ích kỷ như vậy, mình nên thả cô ấy đi. Thật ra vẫn còn cách. Cách gì? Nghe nói bố Ấu Hy về nước rồi, cô có thể suy nghĩ thương lượng với cậu ấy, sau đó sinh thêm một đứa bé, dùng dây cuống rốn của đứa bé đó để cứu Ấu Hy. Anh ấy sắp kết hôn với Ôn Thư Ngôn rồi, sao mình có thể sinh thêm một đứa con nữa được? Nhan Khanh, em là của tôi, em không chạy được đâu. Tôi phải ra nước ngoài một tuần. Ừ, được. Anh, lại đây. Ngay ra đó làm gì? Muốn kiếm tiền thì phải bỏ chút vốn liếng chứ. Chân của mẹ cậu buộc phải mau chóng phẫu thuật, nếu không chỉ còn cách cắt bỏ thôi. Thấy anh là người Trung nên tôi mới để giá rẻ cho anh, không có tiền thì cút đi cho tôi. Hàn Thanh, con nhất định phải nghĩ cách trả thù cho bố, giúp nhà họ Giang vực dậy. Giúp tôi mua một căn nhà ở Canada, sắp xếp cho mẹ con Nhan Khanh ra nước ngoài. Cậu điên rồi sao? Nếu Ôn Thư Ngôn biết cậu muốn giấu hai mẹ con Nhan Khanh ở Canada, cậu có nghĩ tới hậu quả chưa?
Tôi sẽ nghĩ cách mau chóng hủy bỏ hôn ước với cô ấy. Mọi thứ bây giờ của cậu đều là do nhà họ Ôn giúp đỡ. Nếu cậu muốn hủy bỏ hôn ước với Ôn Thương Ngôn, cậu sẽ mất hết tất cả. Vậy thì sao? Vốn dĩ tôi đã chẳng có gì rồi. Tôi không sợ mất gì hết. Cậu. Xếp Giang bán hết cổ phiếu và ngân sách rồi, cũng tách khỏi sản nghiệp của nhà họ Ôn. Ngoài ra, anh ấy gửi 20 triệu tệ cho bạn ở Thanh Châu. Lương Đình Ân. Lương Đình Ân cầm số tiền đó mua nhà ở Canada à? Đúng vậy. Theo tôi biết, anh ta còn liên lạc chuyên gia huyết học ở bên Vancouver. Được rồi, tôi biết rồi. Giang Hàn Thanh, anh dám từ bỏ tất cả để rời khỏi tôi. 5 năm trước, tôi có thể mua anh, cho anh mọi thứ. Thì 5 năm sau, tôi cũng có thể hủy hoại anh. Dì Thư, Ấu Hy thế nào rồi? Đang ở trong phòng bệnh, có một cô gái. Tôi thăm Ấu Hy, đang chơi cùng con bé. Cô gái? Đúng vậy, một cô gái rất xinh đẹp. Hình như là họ Ôn gì đó. Mẹ, mẹ sao vậy? Nhan Khanh, cô căng thẳng cái gì? Tôi chỉ muốn cắt táo cho con gái cô ăn thôi mà. Cảm ơn ý tốt của Ôn tiểu thư, nhưng chúng tôi không cần. Ấu Hy, cháu nhìn mẹ cháu hung dữ chưa? Lúc nãy cháu chơi với dì rất vui, đúng không? Mẹ, mẹ làm vậy không lễ phép đâu. Mẹ xin lỗi, Ấu Hy, không sao đâu Ấu Hy, dì không giận. Dì thân với bố cháu lắm. Thật sao ạ? Dì rất thân với bố cháu sao? Đúng vậy, sau này dì và bố cháu kết hôn, cháu phải gọi dì là Ấu Hy. Con ngồi chơi một mình nhé. Mẹ ra ngoài nói chút chuyện với dì, được không? Vâng ạ, ngoan quá. Ấu Hy, vậy lần sau dì cùng bố tới thăm cháu nhé, được không nào? Được ạ. Cô Nhan, con gái cô đáng yêu đó. Nếu Giang Hàn Thanh nhận nuôi nó, tôi cũng rất sẵn lòng làm mẹ kế. Không thể nào, tôi sẽ không đưa con gái cho cô đâu. Cô nói xem, một đứa bé ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, nếu nó biết mẹ nó là tiểu tam, còn nó là thứ của nợ không ai thèm, thì sẽ thế nào đây? Còn nữa, cô nghĩ xem, nếu tôi làm mẹ kế của nó, tôi sẽ hành hạ nó thế nào đây? Ôn tiểu thư, cô đừng quá đáng. Cô lại lớn tiếng trước mặt tôi rồi. Cô tưởng tôi không biết tối hôm đó cô và Giang Hàn Thanh làm chuyện dơ bẩn gì trong xe sao? Tôi đã cảnh cáo cô rồi, đừng động vào người đàn ông của tôi. Là cô coi lời của tôi như gió thổi mây bay. Cô Ôn, sao xử lý tôi thế nào cũng được, nhưng tôi cầu xin cô đừng động vào con gái tôi. Được thôi, nhận tình con gái cô đáng yêu như vậy, chuyện trước đây tôi không so đo với cô nữa. Nhưng bây giờ tôi quay về rồi, cô cũng nên cút đi rồi. Được, tôi đi. Nếu để tôi phát hiện cô lại giở trò gì nữa, tôi sẽ cho con gái cô đi gặp Diêm Vương đó. Rõ ràng mình muốn tránh xa khỏi Giang Hàn Thanh, nhưng vì sao khi quyết tâm rời đi thì trái tim mình lại đau đớn đến vậy? Mẹ Ấu Hy, cô sao thế? Nhan Nhan, em tỉnh rồi. Em bị sao vậy? Bác sĩ nói em mang thai. Không thể nào. Là thật đấy. Nhan Nhan, vợ chưa cưới của Giang Hàn Thanh đã về, em cũng nên rời đi thôi. Đi với anh nhé, anh đưa em và Ấu Hy đi. Đứa con trong bụng em, anh cũng sẽ coi như con mình. Thi Nghiễn, em xin lỗi, em lại từ chối anh thêm lần nữa. Vì sao cứ đến lúc này em vẫn muốn ở bên kẻ tệ bạc đã làm tổn thương em vậy? Anh xin lỗi, Nhan Nhan. Là anh quá vội vàng. Thi Nghiễn, em sẽ rời xa Giang Hàn Thanh. Nhưng kể cả như thế, em cũng không thể ở bên anh. Vì sao chứ? Là anh không tốt chỗ nào sao? Anh rất tốt, là em không tốt. Em không xứng với anh. Anh xứng đáng có người tốt hơn. Thi Nghiễn, chuyện em mang thai
giữ bí mật giúp em được không? Được. Cảm ơn anh. Em cứ nghỉ ngơi đi đã. Có chuyện gì thì gọi cho anh. Về đề nghị anh đưa em ra nước ngoài kia, em có thể cân nhắc thêm. Lời hứa này lúc nào cũng có hiệu lực. Nhan Nhan, rốt cuộc anh kém Giang Hàn Thanh ở chỗ nào? Anh đã hạ mình như vậy để chiều em rồi, mà em vẫn không chịu nhìn anh một cái. Nhan Khanh, đây là em ép anh. Nhan Khanh mang thai rồi, nếu Giang Hàn Thanh biết thì sẽ thế nào nhỉ? Mục đích của chúng ta trước giờ là một. Không phải sao? Đừng làm tôi thất vọng đấy. Anh dậy rồi sao? Đây là em làm hả? Giúp việc đâu? Bị em đuổi việc rồi. Ngồi đi. Chuyện từ bao giờ vậy? Từ sau khi anh đi Mỹ ấy. Sao vậy? Không có gì. Hàn Thanh, không lẽ là anh không nỡ đuổi cô giúp việc đó? Chỉ là giúp việc thôi mà. Nỡ với không nỡ cái gì? Ăn đi. Vậy thì tốt, em còn tưởng là anh lén lút có tình cảm gì với cô ta sau lưng em chứ. Anh cũng biết tính em rồi đó, không chịu được phản bội. Nếu ai dám phản bội em, em sẽ hủy hoại người đó. Mẹ ơi, con thật sự không gọi cho bố một cuộc điện thoại sao? Bố bận lắm. Bố ơi. Nhớ bố không nào? Nhớ ạ. Ôm cái nào. Ngoan quá đi mất. Bố xin lỗi. Bố ra nước ngoài để chuẩn bị bất ngờ cho con. Bất ngờ gì vậy ạ? Muốn biết không? Muốn hả? Thật không? Thật ạ. Vậy thì ra nước ngoài với bố được không? Được ạ. Ngoan lắm. Bố cho con xem món quà của bố nhé. Bất ngờ hả? Vì tôi biết nhà mới của cô ở đây. Nhan Khanh, cô có biết hậu quả của việc tự ý chạy trốn là gì không? Cô có biết hậu quả của việc tự ý chạy trốn là gì không? Giang Hàn Thanh, chúng ta kết thúc rồi. Tôi đã nói bao nhiêu lần là hai chúng ta không đến lượt cô nói kết thúc. Vợ chưa cưới của anh là người thế nào? Anh còn không biết à? Anh thích nhìn thấy tôi bị hành hạ lắm đúng không? Nên cô không chịu được chứ gì? Là có thể bỏ qua sự cho phép ba chạy trốn à? Đúng, tôi không chịu được nữa. Dựa vào đâu mà tôi phải chịu sự sỉ nhục của hai người? Sao vậy? Nếu mình mang thai mà bị Giang Hàn Thanh biết, mình sẽ chạy không thoát. Không sao. Ghê tởm vì anh chạm vào tôi thôi. Tôi ghê tởm ư? Tôi chạm vào cô còn ít sao? Cũng không thiếu gì lần này. Không muốn ở lại biệt thự. Nhìn tôi ân ái với Ôn Thư Ngôn. Được, tôi đưa cô ra nước ngoài. Anh có ý gì? Tôi đã mua một căn nhà ở Canada. Tháng sau sẽ đưa cô và Ấu Hy ra nước ngoài. Đang làm thủ tục rồi. Tôi không đi. Cô nghĩ là tôi đang thương lượng với cô sao? Trước khi làm xong thủ tục thì ở yên đây cho tôi, không được đi đâu hết. Tôi muốn đến bệnh viện chăm sóc Ấu Hy, chuyện này không cần cô lo. Tôi sẽ phái người qua đó. Giang Hàn Thanh, rốt cuộc phải thế nào thì anh mới chịu tha cho tôi? Tha cho cô? Cô đừng mơ. Nhan Khanh, cô không bao giờ thoát khỏi vòng tay của tôi đâu. Dù cô chạy tới đâu, tôi cũng sẽ tìm được cô. Nên cô cũng đừng phí sức nữa. Canh gác kỹ cho tôi, không rời một bước. Vâng, sếp Giang.
Nhan Khanh, em chờ anh thêm chút nữa, chờ anh thoát khỏi nhà họ Ôn, hủy hôn với Ôn Thư Ngôn, anh sẽ đưa em và Ấu Hy đi. Nhan tiểu thư, sếp Giang đã có lệnh, cô không được rời khỏi căn phòng này. Được thôi, nể mặt con gái cô đáng yêu như thế, chuyện trước kia tôi sẽ không tính toán nữa. Nếu như để tôi phát hiện ra cô lại bày trò gì nữa thì tôi sẽ cho con gái cô xuống địa ngục. Không được, mình phải ra khỏi Thanh Châu ngay. Ôn Thư Ngôn sẽ không tha cho Ấu Hy mất. Thi Nghiễn là người duy nhất mà mình có thể tin tưởng. Thi Nghiễn, em muốn ra nước ngoài. Thật không? Em chắc chắn muốn theo anh ra nước ngoài chứ. Không phải, Thi Nghiễn, em muốn tự dẫn Ấu Hy rời đi. Vậy à, anh có thể giúp em làm visa không? Em bị giam lỏng rồi, em không đi được. Được chứ? Vì sao chứ? Vì sao đã đến lúc này rồi mà em vẫn không muốn chọn anh? Rõ ràng là anh thích em trước. Nhan Khanh muốn ra nước ngoài, cô không còn nhiều thời gian đâu. Tôi sẽ cho cô ta cơ hội đó chắc. Đừng có khiến tôi phải thất vọng. Hàn Thanh, anh làm vậy là có ý gì? Thư Ngôn, xin lỗi, anh không thể lấy em. Mọi thứ anh có là do em cho. Bây giờ anh sẽ trả lại hết cho em. Hàn Thanh, có phải là em không tốt ở chỗ nào không? Em đã biết rõ thân phận của Nhan Khanh từ lâu rồi, đúng không? Đúng. Em biết cô ta là bạn gái cũ của anh. Nhưng Giang Hàn Thanh, cho dù cô ta tổn thương anh, phản bội anh vẫn yêu cô ta đúng không? Em không chỉ cho Châu Châu ở cạnh anh, giám thị mọi hành động của anh, mà còn cho anh ta sửa bệnh án của Nhan Khanh. Anh biết hết rồi à? Dừng ở đây đi. Hàn Thanh, chúng ta đã bên nhau 5 năm, mà anh không có chút tình cảm nào với em sao? Em thích anh như vậy, sao anh có thể bỏ em chứ? Em thật sự thích anh sao? Em chỉ là không chấp nhận được việc anh thoát khỏi tầm kiểm soát của em, làm trái lời em thôi. Mà anh đối với em cũng chỉ là một đồ chơi mà thôi. Thiếu gia, phu nhân rạch tay tự sát, anh mau về xem đi. Tôi sẽ đặt vé đến ngay. Giang Hàn Thanh, anh chỉ là đồ chơi mà tôi mua về mà thôi. Anh lại dám bỏ tôi à? Từ ngày đầu tiên anh theo tôi đã nói với anh, người phản bội tôi đều phải chết. Nếu Giang Hàn Thanh không ngoan ngoãn lên máy bay ra nước Mỹ, thì cho anh ta chết đi. Sếp Giang nói, tôi vừa tra ra Nhan tiểu thư lại mang thai con của anh. Lần này anh muốn giữ lại đứa bé không? Nhan, anh mua xong vé máy bay rồi. Em thu dọn hành lý đi, chờ có visa anh sẽ đến đón em, chúng ta có thể đi luôn. Thế nào? Thấy tôi, cô có bất ngờ không? Ôn tiểu thư, tôi sắp rời khỏi Thanh Châu rồi. Đừng bám lấy tôi nữa. Tôi xin cô hãy giơ cao đánh khẽ, rời đi. Mang theo đứa con trong bụng hả? Sao cô biết? Sao cô khốn nạn thế nhỉ? Cứ phải đi xin tinh trùng của chồng tôi để sinh con.
Ôn tiểu thư, cô nghe tôi giải thích đã. Tôi biết con gái cô sắp chết rồi. Ghép tủy thất bại. Cô muốn sinh thêm đứa nữa, để dùng máu cuống rốn cứu nó chứ gì. Cô nằm mơ đi. Ôn tiểu thư, tôi nhất định sẽ đi xa khỏi Thanh Châu. Tôi cầu xin cô xin tôi thì có ích gì. Muốn giết đứa con trong bụng cô, đâu phải tôi, mà là Giang Hàn Thanh cô yêu nhất đấy. Không thể nào. Cô đúng là chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ. Tự nhìn đi. Tôi vừa tra ra Nhan tiểu thư lại mang thai con của anh. Lần này anh muốn giữ lại đứa bé không? Không giữ, bỏ đi. Nhưng Giang Ấu Hy ghép tủy thất bại rồi. Bác sĩ nói phải sinh thêm một đứa nữa, dùng máu cuống rốn để cứu thì mới sống tiếp được. Nếu không, cô bé sẽ chết. Chết thì thôi, tôi cần quan tâm không? Nhưng Giang Ấu Hy dù sao cũng là con gái anh. Mang thai đứa nào, tôi giết bỏ đứa đó. Xếp Giang, anh nghĩ Giang Hàn Thanh tôi lại thích con gái của kẻ đã giết chết bố tôi sao? Tôi giữ cô ta lại cũng chỉ là vì chưa nghĩ ra cách nào hay hơn để chơi chết cô ta mà thôi. Bây giờ thì tin chưa? Đưa cô ta đến bệnh viện, bỏ cái thai trong bụng cô ta đi. Thủ thuật bỏ thai cũng đơn giản chứ hả? Nửa tiếng là đủ rồi. Nhanh vậy sao? Thế thì không cần tiêm thuốc mê nữa. Ôn tiểu thư, tôi cầu xin cô đừng phá bỏ con của tôi. Cô đúng là ti tiện. Giang Hàn Thanh đã như vậy với cô rồi mà cô còn muốn sinh con cho anh ấy. Ôn tiểu thư, tôi xin cô. Tôi xin cô. Nhan Khanh, cô nhớ cho kỹ, là Giang Hàn Thanh muốn bỏ con của cô. Cô nên hận anh ấy. Lôi đứa con trong bụng cô ta ra ngoài cho tôi. Bắt cô ta lên bàn phẫu thuật. Đừng mà, đừng mà, đừng mà. Đúng rồi, móc luôn cả tử cung cô ta ra nữa, để sau này cô ta đỡ phải mang thai trộm. Vâng, Ôn tiểu thư. Bỏ tôi ra, đừng mà. Đừng mà. Giang Hàn Thanh, đây là cách anh báo thù tôi sao? Tôi đúng là ngu. Thế mà tôi lại nghĩ anh chỉ nói miệng rằng anh hận tôi thôi. Tôi đúng là đồ ngu. Ôn Thương Ôn, cô làm gì Nhan Khanh rồi? Hàn Thanh, anh làm em đau đớn. Cô làm gì Nhan Khanh rồi? Đương nhiên là lấy ra xả giận rồi. Và cả đứa nhỏ trong bụng cô ta nữa. Sao? Anh giận hả? Muốn trách hãy trách anh ấy. Đây là cái giá khi phản bội tôi. Ôn Thương Ôn, cô đúng là một con điên. Tôi khuyên anh hãy khách khí với tôi chút. Con gái anh, tôi đã cho người đi chăm sóc rồi đấy. Cô nghĩ tôi sẽ để cô làm được chuyện đó sao? Ý anh là gì? Ôn tiểu thư, tôi xin lỗi. Người của tôi đến chỗ Giang Ấu Hy thì con bé đó đã bị đưa đi rồi. Phế vật. Ôn Thương Ôn, đây không phải nước Mỹ. Tôi sẽ cho cô biết thế nào là tự làm tự chịu. Anh định báo cảnh sát à? Nếu anh còn muốn mẹ anh vào tù hưởng phúc cuối đời thì cứ báo cảnh sát đi. Dù sao thì người bắt Nhan Khanh và người sắp xếp mọi thứ từ bác sĩ đến phẫu thuật đều là do mẹ anh bày ra, chả liên quan gì đến tôi hết. Hơn nữa, mẹ anh lại vô cùng phối hợp với kế hoạch của tôi, còn cho người hầu gọi điện bảo anh đến Mỹ nữa. Cho nên tôi đã xếp người chăm sóc mẹ anh thật tốt rồi. Sao? Tôi làm vợ chưa cưới cũng tốt chứ hả? Tôi khuyên anh nên ngoan ngoãn nghe lời, kết hôn với tôi. Nếu không, tôi sẽ cho mẹ anh chết đấy. Cấp cứu không kịp, đứa bé trong bụng Nhan tiểu thư không giữ được nữa, tử cung của Nhan tiểu thư bị thương, sau này không thể mang thai. Vì sao? Giang Hàn Thanh, sao anh phải làm vậy với tôi?
Rõ ràng anh thích Ấu Hy như vậy, sao anh nhẫn tâm nhìn con bé chết? Bây giờ không còn con nữa, hy vọng duy nhất của Ấu Hy cũng mất. Anh vừa lòng chưa? Anh thỏa mãn chưa? Nói đủ chưa? Một đứa con 1 triệu tệ, cộng thêm tử cung của cô, tổng cộng 5 triệu tệ. Tôi hào phóng chưa? Giang Hàn Thanh, dựa vào đâu mà anh đối xử với tôi như cô vậy? Cô còn gì không hài lòng nữa? Cô thấy ai hào phóng với con gái của kẻ thù giết bố như vậy chưa? Cô bị hành hạ thế này, chẳng phải là thứ nhà họ Nhan cô nợ tôi à? Không phải cô vẫn luôn muốn tôi thả cô đi mà? Hôm nay tôi đồng ý. Dáng vẻ bây giờ của cô cũng chẳng còn gì để giày vò nữa. Giang Hàn Thanh, tôi hận anh, tôi hận anh. Tôi sắp kết hôn với Ôn Thư Ngôn rồi. Cầm tiền của cô, vĩnh viễn cút khỏi thế giới của tôi đi. Giang Hàn Thanh, sau khi anh về, có từng thích tôi một chút nào chưa? Không có. Không có chút nào cả. Giang Hàn Thanh, anh độc ác thật. Thế nên người anh thích trước nay là Ôn Thư Ngôn đúng không? Đúng vậy. Cô lấy gì so với cô ấy? Thế nên em đã sắp xếp người đi chăm sóc mẹ anh cẩn thận rồi. Sao nào, em làm vợ chưa cưới? Chu đáo quá rồi nhỉ. Em khuyên anh nên ngoan ngoãn nghe lời kết hôn với em, nếu không em sẽ khiến mẹ anh chết. Giúp tôi một việc, đừng bảo tôi đi làm phù rể trong hôn lễ của cậu với Ôn Thư Ngôn nha. Sang Mỹ tìm mẹ tôi giúp tôi. Thế lực của nhà họ Ôn ở Mỹ cậu rõ hơn tôi nhiều, một người nước ngoài như tôi sang đó được gì? Tôi có cách. Ấu Hy, sữa đến rồi. Cảm ơn chú ạ. Làm phiền cậu quá, cậu Thi. Không có gì ạ, được nhờ vả nên cố gắng hết sức thôi ạ. Chú ơi, bố cháu nhờ chú chăm sóc cháu. Bố có nói với chú bao giờ tới đón cháu đi tìm mẹ không ạ? Bố cháu nói rồi, chỉ cần Ấu Hy nghe lời thì bố sẽ tới đón cháu đi tìm mẹ sớm thôi. Vậy thì tốt quá ạ. Tin vắn, ngôi sao mới trong giới đầu tư Thanh Châu hôm nay sẽ tổ chức hôn lễ thế kỷ với thiên kim tài phiệt Hoa Kiều Ôn Thư Ngôn ở khách sạn Châu Tế. Cô Nhan, anh tới làm gì? Cô Nhan, tôi tới để cho cô xem một số thứ. Sếp Giang, nói đi. Tôi vừa tra được, cô Nhan lại mang thai con của anh. Lần này, anh muốn giữ lại đứa bé không? Tôi giữ cô ta lại bên cạnh chẳng qua cũng chỉ là vì vẫn chưa nghĩ ra cách gì để cho đùa chết cô ta. Sếp Giang, cậu muốn tôi nói vậy à? Sếp Giang, có phải anh đã biết từ lâu rồi không? Rốt cuộc Ôn Thư Ngôn đã cho cậu bao nhiêu tiền để cậu cam tâm tình nguyện làm nội gián bên cạnh tôi? Xin lỗi, sếp Giang, có thể đã bảo cậu làm gì? Ôn tiểu thư, bảo tôi phái người đón con gái anh đi, Giang Ấu Hy. Nhưng tôi không làm. Làm theo cũng không sao, vì lúc cậu tới đó thì người tôi sắp xếp đã đón con gái tôi đi rồi. Xin lỗi cô Nhan,
Video mà Ôn Thư Ngôn đưa cho cô sẽ là cắt hình lấy nghĩa. Thật ra, sếp Giang vẫn luôn rất yêu cô. Đêm ở nước Mỹ, Giang phu nhân đã bắt anh ấy quỳ trước bài vị của chủ tịch Giang, lấy dao khắc chữ lên lưng anh ấy. Sau đó, sếp Giang quỳ suốt một đêm trước cửa nhà. Sếp Giang thà để mình bị thương cũng không chịu nghe lời mẹ của anh ấy ra tay với cô, lấy mạng cô. Bây giờ, Giang phu nhân đang nằm trong tay Ôn Thư Ngôn. Anh ấy hết cách, chỉ có thể kết hôn với Ôn Thư Ngôn. Sao anh tới nói với tôi những chuyện này? Vì tôi không muốn tiếp tục xa nữa. Ôn tiểu thư, cài cắm tôi bên cạnh sếp Giang nhiều năm, tôi rõ hơn ai hết quá khứ của sếp Giang. Đây là gì? Đây là nhà ở Canada mà sếp Giang bảo anh Lương mua cho cô và Ấu Hy tiểu thư, đồng thời đã sắp xếp bác sĩ chữa bệnh cho cô bé. Cái này là sếp Giang bảo tôi đưa cho cô và Ấu Hy tiểu thư. Sếp Giang nói, nếu một tháng sau anh ấy không tới tìm hai người, thì hai người hãy xem nội dung trong này. Cô Nhan, tạm biệt. Giang Hàn Thanh, anh tự đẩy mình vào chỗ nguy hiểm thế này để bảo vệ em và Ấu Hy sao? Nhan Nhan, đợi lúc tới Canada, em xem thử có ưng ý giúp việc anh chọn không. Thích thì anh đổi cho em. Vâng, được. Ấu Hy, chúng ta sắp ra nước ngoài rồi, vui không? Vui ạ. Nhưng sao bố không đi cùng chúng ta vậy ạ? À, bố không đi cùng chúng ta hả? Vì sao vậy ạ? Mẹ ơi, con muốn bố. Được rồi, Ấu Hy đừng quấy. Bố nói sẽ đi tìm chúng ta. Mẹ ơi, mẹ đã dạy con. Làm người không thể nói dối. Ừm, mẹ đảm bảo. Nhan Nhan, ý của em là sau khi các em tới Canada, Giang Hàn Thanh sẽ tới tìm các em à? Vâng. Vậy anh thì sao? Thi Nghiễn, anh nói gì vậy? Em không nghe rõ. Không có gì. Ôn tiểu thư, hôm nay cô xinh quá. Tìm được mẹ tôi chưa? Đẹp không? Đẹp. Chỗ nào đẹp? Giang Hàn Thanh, có phải mấy ngày nay em tốt với anh quá, để anh quên mất em là một người rất nóng tính và không hề kiên nhẫn? Không quên. Không quên hả? Vậy mà anh còn dám bảo Châu Châu đi nói sự thật với Nhan Khanh, để tình địch của anh đưa hai mẹ con cô ta ra nước ngoài. Cô đã làm gì với bọn họ? Anh sắp hoàn thành hôn lễ với em rồi. Một con vô dụng mất đi tử cung, dẫn theo một con nhóc bệnh gần chết. Em có cần phải phí sức lực không, hả? Từ nhỏ Châu Châu đã lớn lên ở nhà họ Ôn. Em nói gì anh ta làm nấy. Anh có thể khiến anh ta tạo phản. Không hổ là người đàn ông mà. Ôn Thư Ngôn em thích. Phần đời còn lại, mong được chỉ bảo nhiều hơn. Chồng yêu, hôn lễ sắp bắt đầu rồi. Mẹ anh rất quan tâm tới hôn lễ của chúng ta đấy. Đại tiểu thư, Lâm Duyệt Từ đã bị chuyển đi. Bọn tôi mất để mất đâu rồi, một đám ăn hại. Chuyến đi này tuy nguy hiểm, nhưng không phụ sự ủy thác. Là các anh. Các anh đã chuyển bà già vô dụng đó đi rồi sao? Ôn tiểu thư, đã nhường rồi. Ôn Thư Ngôn, chúng ta chấm dứt rồi. Giang Hàn Thanh, là anh ép tôi đấy. Là anh ép tôi đấy. Anh không nghe máy hả? Không sao, điện thoại rác thôi. Bây giờ mẹ cậu rất an toàn. Yên tâm đi, nhà họ Ôn có lợi hại đến đâu cũng không thò tay được vào địa bàn của nhà tôi. Tôi bảo Thi Nghiễn đưa Nhan Khanh với Ấu Hy ra sân bay, chắc bây giờ vẫn chưa lên máy bay. Hai cậu đi được đến ngày hôm nay,
đúng là khó khăn. Được rồi, cậu còn phải vượt qua ải của mẹ cậu nữa. Mọi người tới sân bay chưa? Sắp tới rồi. Vậy mà anh còn dám bảo Châu Châu đi nói sự thật với Nhan Khanh, để tình địch của anh đưa hai mẹ con cô ta ra nước ngoài. Bây giờ các anh đang ở đâu? Sao vậy? Ôn Thương Ngôn, sao biết Thi Nghiễn là tình địch của tôi? Coi rồi. Thi Nghiễn, anh có thể tạt sang lề chút không? Em muốn đi vệ sinh. Chúng ta sắp tới rồi. Nhưng em hơi gấp. Sắp tới rồi. Tới rồi đi nhé. Thi Nghiễn, đây không phải đường đi sân bay. Nhan Nhan, đây là đường đi sân bay mà. Anh đi đường tắt, sợ kẹt xe. Vì sao? Hả? Gì mà vì sao? Vì sao anh lại gọi điện thoại với Ôn Thương Ngôn? Em đã thấy cả rồi hả? Chúng ta là bạn thân. Sao anh lại? Ai muốn làm bạn với em hả? 5 năm trước, anh không chê em đã chung đụng với Giang Hàn Thanh, đính hôn với em. Nhưng em đối xử với anh thế nào? Còn có đứa nghịch chủng này. Lúc đó em một hai đòi đẻ nó ra, anh cũng đồng ý với em. Anh đối xử tốt với em như vậy, mà em chẳng cho anh một cơ hội nào. Anh thua kém Giang Hàn Thanh chỗ nào? Em nói đi chứ. Alo, Nhan Khanh với nhỏ con hoang đó đang ở đâu rồi? Không kết hôn được hả? Câm mồm. Đưa bọn họ tới công trường cho tôi. Giang Hàn Thanh đối với em đúng là tình sâu nghĩa nặng đấy. Nếu đã vậy thì anh muốn xem thử anh ta có thể đi chết vì em không? Thi Nghiễn, anh bình tĩnh lại đi. Nhan Khanh, em im đi. Mọi chuyện đã quá muộn rồi. Xin chào, thuê bao quý khách vừa gọi đã tắt máy. Xin chào, thuê bao quý khách vừa gọi đã tắt máy. Ôn Thương Ngôn, con gái tôi với Nhan Khanh đang ở đâu? Giang Hàn Thanh. Muốn cứu chúng thì tới sân thượng công trình của nhà họ Ôn. Anh chỉ có nửa tiếng. Nếu tới muộn thì chỉ có thể nhặt xác cho chúng thôi. Cô. Alo. Nhỏ con hoang này đúng là vô dụng. Mới có một cái tát đã không chịu nổi rồi à? Đúng là xui xẻo. Nó có bệnh máu, sốt thì sẽ ngất, chuyện thường thôi. Vậy nếu không kịp thời đưa đến bệnh viện thì có phải nó sẽ bệnh chết không? Đúng vậy. Câm mồm, hét hét cái gì? Tôi cho cô biết, nếu con danh con này chết thì cũng bị cô hại chết đấy. Câm mồm đi, ổn chết được. Cô ấy nói đúng, đều tại em. Còn nửa tiếng nữa là Giang Hàn Thanh tới. Thùng xăng này của anh có đủ để tiễn ba người nhà họ Châu trời không? Đủ. Đương nhiên là đủ. Hàn Thanh, cậu điên hả? Một mình một ngựa đi hả? Hàn Thanh, con đừng đi. Con nghe lời mẹ, đừng đi. Mẹ, con phải đi cứu Nhan Khanh và con gái của con. Con muốn mẹ chết à? Bố con đã mất rồi. Mẹ chỉ còn mình con là người thân thôi. Đình Ân, nếu trong vòng một tiếng đồng hồ cậu không nhận được tin gì thì đi báo cảnh sát. Ngoài ra, nếu tôi xảy ra bất chắc gì thì cậu chăm sóc mẹ giúp tôi. Nhan Nhan, Giang Hàn Thanh tổn thương em như vậy, vì sao em vẫn thích anh ta, không thích anh ta nữa được không? Hay thế này đi, em nhận sai với anh đi. Em nói em chỉ thích mình anh sẽ thả em với Ấu Hy được không? Nào, em nói đi, em chỉ thích anh. Thi Nghiễn, anh là người thừa kế của nhà họ Thi. Im lại. Anh bảo em nói chỉ thích mình anh. Em nói đi. Em nói đi. Anh đã cho em cơ hội rồi, nhưng em không trân trọng. Thi Nghiễn à, con khốn này có chỗ nào tốt vậy? Anh với Giang Hàn Thanh đều thích cô ta,
cô im đi. Tôi không phải là chó của nhà họ Ôn, cô không nghe cô răm rắp đâu. Thả cô ấy ra. Giang Hàn Thanh, anh mau đi đi, anh đừng có qua đây, anh mà qua đây là tôi đâm nó. Ôn Thương Ôn, mục tiêu của cô là tôi, để tôi đổi cho bọn họ. Được. Sao tôi phải tin anh? Trừ phi. Giơ tay ra. Anh đừng qua đây. Anh còn qua đây tôi sẽ cắt cổ nó. Ôn Thương Ôn, tôi đã nói rồi, mục tiêu của cô là tôi, để tôi đổi cho bọn họ. Dựa vào đâu bảo tôi tin lời dối trá của anh? Tôi không nợ gì Thi Nghiễn, nên tôi mới dám ra tay với anh ta. Nhưng tôi nợ cô một ân tình. Cô muốn trả thù tôi nhận. Ân tình hả? Được. Dù sao thì hôm nay anh cũng không thoát được. Dưới lầu đều là người của tôi. Thể hiện thành ý đi. Anh phế chân của anh trước. Đừng. Cô câm mồm. Nếu không vì cô, anh ấy có ra nông nỗi này không? Mau lên đi. Mau đi. Đừng. Giang Hàn Thanh. Giang Hàn Thanh, anh bây giờ giống một con chó quá đi. Giang Hàn Thanh, xung quanh đây đều là xăng. Chỉ cần tay tôi mà trượt một phát thì hôm nay các người đều phải chết ở đây. Ôn tiểu thư, cô là thiên kim nhà giàu, cô không cần phải phạm tội vì một người đàn ông. Câm mồm. Đến lượt cô dạy dỗ tôi à? Lúc đầu ở Mỹ, anh ta nghèo đến nỗi đi hầu trong quán bar. Nếu không nhờ tôi trợ cấp, anh ta có được ngày hôm nay sao? Thế mà anh ta lợi dụng tôi xong thì đã đít tôi đi, để mình tôi với lễ đường trống không, nhận đủ lời chê cười của bạn bè thân thích. Dựa vào đâu chứ? Không phải hai người rất ân ái à? Một nhà ba người đầm ấm hạnh phúc biết bao. Vậy tôi làm người tốt, tôi tác thành cho các người, để nhà các người hôm nay chết hết ở đây. Đừng. Đừng. Chết. Giang Hàn Thanh, Giang Hàn Thanh. Bố. Giang Hàn Thanh, bố ơi. Giang Hàn Thanh, bố ơi. Giang Hàn Thanh, bố ơi. Giang Hàn Thanh. Con trai tôi đẹp trai nhỉ? Phu nhân, con trai bà đẹp trai thật. Đẹp trai. Đẹp trai. Hàn Thanh, nó sắp đính hôn với con bé nhà họ Nhan rồi. Còn chưa định ngày nữa, tôi phải đi chọn ngày. Phu nhân, đã chọn ngày rồi mà, bà quên rồi sao? Cô yên tâm đi đi, tôi đã hứa với Hàn Thanh, chắc chắn sẽ chăm sóc tốt mẹ cậu ấy. Chọn xong rồi hả? À, hình như là đã chọn xong rồi. Hàn Thanh, thích nhất là con bé nhà họ Nhan đó đấy. Phải chọn ngày lành. Ngày lành tháng tốt thì mới có thể. Răng long đầu bạc. Con cháu đầy nhà. Hai. Đúng vậy. Anh chính là Giang Hàn Thanh xấu xa đây. Lúc em xem được video này thì có lẽ em đã tới Canada rồi. Cũng có thể anh đã tìm được em và Ấu Hy ở bên cạnh mẹ con em. Hôm đó em hỏi anh là có thích em không, anh nói không thích em chút nào. Anh lừa em đấy. Anh quay video là để cho em biết câu trả lời thật sự. Nhan Khanh, anh yêu em, chưa từng thay đổi. Đợi anh tìm được em và Ấu Hy, chúng ta ở bên nhau. Năm nay, năm sau, nhiều năm sau này,
Giang Hàn Thanh, kiếp sau nữa chúng ta đừng gặp nhau nữa nhé.